Y võ song toàn, Tần Lâm, bản dịch. Tập 1. Nhịp tim chỉ còn 45, dấu hiệu sống của bệnh nhân đang yếu dần. Nhịp thở giảm, tăng lượng oxy. Chuẩn bị máy tạo nhịp tim. Không xong rồi, chuẩn bị thông báo cho người nhà đi. Lúc này, trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Đông Hải, một vài bác sĩ là chuyên gia cao cấp đang vây quanh bàn mổ, nhìn bệnh nhân đang thoi thóp hơi thở cuối cùng. Trên vầng trán của mọi người đều lấm tấm mồ hôi. Trên bàn mổ là lão gia Trúc Tam Đao, có địa vị số 1 ở đất Đông Hải, không dám nói là một tay che trời, nhưng cũng được coi là dưới một người trên vạn người. Nhân vật quyền thế như thế nếu như chết trên bàn mổ của bọn họ, vậy thì mấy chuyên gia này cũng đừng hòng được sống yên ổn. Phải làm sao đây? Suy tim phải cấp tính, bệnh nhân hiện khó thở và sốc tim, chúng ta không thể nào cứu chữa được. Cho dù làm phẫu thuật ngay bây giờ thì cũng không kịp, đã qua thời gian hoàng kim rồi, hoa đà tái thế cũng không cứu nổi. Hay là bây giờ làm phẫu thuật đi? Không được, bây giờ không kịp để phẫu thuật, một khi phẫu thuật khiến bệnh nhân chết trên bàn mổ, vậy thì là lỗi của bệnh viện, mấy người các anh ai có thể gánh chịu được cơn thịnh nộ của nhà họ Trúc chứ? Các bác sĩ đều im lặng, họ đều là những bác sĩ có trình độ chuyên môn nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Nhưng bây giờ lại bất lực trước căn bệnh này. Thứ nhất, suy tim phải cấp tính vốn là căn bệnh phức tạp và khó điều trị. Thứ hai, bệnh tình đột phát, không đưa đến kịp thời. Thứ ba là Trúc lão gia tuổi đã cao. Ở cái tuổi này cho dù chỉ là một cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa cũng rất nguy hiểm. Nói gì đến việc phẫu thuật tim. Cố hết sức rồi. Chỉ có thể nói như thế. Cho dù là nhân vật cao quý như Trúc lão gia thì cũng chẳng thể nào chống lại được sinh lão bệnh tử. Các bác sĩ đều thở dài, chuyện đã thế này rồi, chỉ có thể mong nhà họ Trúc sẽ không giận cá chém thất sang bọn họ. Mở cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ nói. Tổng giám đốc Trúc, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, Trúc lão gia không qua khỏi rồi. Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Trúc tên là Trúc Dũng, gần 50 tuổi, là đứa con trai thứ hai của Trúc lão gia, ông chủ của bất động sản Trúc Thị. Trúc Dũng nghe thấy thế. Lập tức nổi giận túm lấy cổ áo của bác sĩ. Anh nói cái gì, trước khi vào phòng phẫu thuật bố tôi vẫn còn khỏe mạnh. Sao lại nói là không qua khỏi chứ? Bác sĩ Lưu bị dọa làm cho sợ hãi, hai chân run rẩy. Tổng giám đốc Trúc, Trúc lão gia mắc bệnh suy tim phải cấp tính, thực sự không thể cứu chữa được, lúc đưa đến đã quá muộn rồi, cho dù hoa đà tái thế cũng không cứu được, mong anh kìm nén bi thương, chuẩn bị hậu sự. Vớ vẩn. Trúc Dũng phẫn nộ, ông ấy không thể chấp nhận được sự thật này, lúc nãy vẫn còn ăn cơm cười nói vui vẻ với bố, chớp mắt cái còn chưa đến 2 giờ đồng hồ mà bố đã nằm trên bàn mổ rồi. Lúc này Trúc Dũng hơi kích động, quay đầu trừng mắt nhìn đám bác sĩ. Ai có thể cứu sống bố tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi đưa bấy nhiêu. Bác sĩ Lưu cau mày, mặc dù tổng giám đốc Trúc không phải người thường, nhưng ông ta cũng hơi tức giận. Tổng giám đốc Trúc, anh không cần phải hét lên, Lưu Bất Phàm tôi là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất Bệnh viện Nhân dân, thậm chí là nhất Đông Hải, bệnh tôi không chữa được thì tìm người khác cũng vô ích thôi. Bác sĩ Lưu thực sự có thành tích rất xuất sắc ở mảng phẫu thuật tim, ông ta là bác sĩ giỏi nhất thành phố thậm chí là toàn tỉnh, ông ta nói như thế không hề khoa trương chút nào. Hành vi vừa rồi của Trúc Dũng khiến ông ta hơi tức giận. Ai cũng không thể cứu chữa được bệnh nhân, chắc chắn sẽ chết của Lưu Bất Phàm. Trúc Dũng trừng mắt, lẽ nào không ai có thể cứu được sao? Ông ấy vừa dứt lời thì có một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ cuối hành lang. Cháu có thể. Mặc dù giọng nói không to, nhưng rất rõ ràng, thuận theo hướng phát ra âm thanh có một người thanh niên tầm 20 tuổi mặc bộ quần áo thường ngày giản dị, đeo một chiếc túi vải đi đến. Người thanh niên trông rất khôi ngô tuấn tú. Mái tóc hơi rối xù, ánh mắt sáng ngời, mặc dù không biểu cảm nhưng lại đem đến cảm giác cao thâm khó đoán. Trúc Dũng sững sờ, người thanh niên này trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Cậu nói cái gì? Tần Lâm tiến đến trước mặt Trúc Dũng, cháu nói rằng cháu có thể chữa. Trúc Dũng mắt rực sáng, cậu chắc chứ? Không đợi Tần Lâm trả lời, Lưu Bất Phàm liền nói. Cậu thanh niên ở đâu ra mà dám làm càn nói bậy ở bệnh viện của chúng tôi vậy? Đây là nơi cậu có thể vào sao? Nhìn trang phục của Tần Lâm cùng với lời mà anh vừa nói, rõ ràng trông rất giống tên lang băm.
Trẻ như thế đã đành lại còn dám ăn nói ngông cuồng, lúc nãy Lưu Bất Phàm vừa nói không ai có thể chữa trị được bệnh của Trúc lão gia, anh lại bảo là có thể chữa được, đây không phải là vả vào mặt ông ta. Tần Lâm không để ý đến Lưu Bất Phàm mà nhìn Trúc Dũng rồi nói. Chú Trúc, thời gian không còn nhiều, bây giờ cháu vào vẫn còn có một tia hy vọng sống sót. Chú Trúc, Trúc Dũng có chút khó hiểu, người thanh niên này rõ ràng là quen ông, nhưng sao ông lại không nhớ ra đó là ai? Thời gian không đợi người, nếu đã đến nước này rồi, còn nước còn tát, để anh thử cũng không sao cả. Được, cậu vào đi. Lưu Bất Phàm nhíu mày, Tổng Giám Đốc Trúc, cái này không thể đùa được, cậu ta chỉ là một đứa trẻ danh, có thể có y thuật lợi hại gì được chứ? Không ai có thể chữa được bệnh mà Lưu Bất Phàm tôi không chữa được, nếu như xảy ra vấn đề gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trúc Dũng hừ lạnh một tiếng, người cũng sắp chết rồi, còn có kết quả nào tệ hơn nữa sao? Tránh ra! Lưu Bất Phàm nghiến răng, cuối cùng vẫn tránh đường, nhưng vẻ mặt vô cùng u ám. Tần Lâm nhìn ông ta rồi lạnh lùng nói. Tự cao tự đại là điều tối kỵ của người làm nghề y, không có bản lĩnh gì mà tự coi mình là đệ nhất thiên hạ, đúng là lang băm. Nói xong, Tần Lâm bước vào phòng phẫu thuật. Lưu Bất Phàm đờ người ra một hồi lâu không phản ứng lại được. Cậu ta nói cái gì? Cậu ta bảo tôi là lang băm. Một thằng danh con miệng còn hôi mùi sữa mà dám nói tôi là lang băm. Nhãi danh! Trước mặt nhiều người như thế này lại có kẻ dám nghi ngờ y thuật của Lưu Bất Phàm ông, đúng là muốn chết mà. Không được, không thể để cậu ta làm bậy được, vào đi. Mấy bác sĩ nhanh chóng đi theo vào phòng phẫu thuật, họ sợ rằng Tần Lâm sẽ gây ra chuyện gì. Vừa vào phòng phẫu thuật, chỉ nhìn thấy Tần Lâm đứng bên cạnh Trúc lão gia, chắp hai ngón tay phải lại dùng lực chọc. Hai ngón tay ấn vào phần ngực phải của ông cụ. Bấm huyệt. Bệnh viện Nhân dân Đông Hải là bệnh viện kết hợp Tây y và Đông y, tại đó có vài chuyên gia xuất thân là bác sĩ Đông y, nhìn thấy chiêu này của Tần Lâm, bọn họ đều kinh ngạc. Lẽ nào đây thực sự là bấm huyệt? Bấm huyệt chữa bệnh, vô cùng cao thâm, cho dù là thầy thuốc Đông y hành tẩu mười mấy năm trên giang hồ cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng vào thời khắc quan trọng, bấm huyệt có thể cứu mạng, đây là một trong những cách chữa bệnh lợi hại nhất của Đông y. Tần Lâm ấn một phát, Trúc lão gia đột nhiên hừ một tiếng. Cậu làm gì vậy? Cậu mau cút ra ngoài cho tôi, đây không phải là nơi cậu có thể làm càn được, Lưu Bất Phàm phẫn nộ. Lưu Bất Phàm vừa quát xong, y tá đứng bên cạnh bỗng nhiên hét lên. Có hơi thở rồi, Trúc lão gia thở rồi. Có hơi thở rồi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn máy thở. Thật sự có hơi thở rồi. Lúc nãy khi mấy người bọn họ ở đây, dấu hiệu sống của Trúc lão gia đã giảm nhiều, dường như không còn thở nữa, ngay cả nhịp tim cũng sắp dừng. Khi đi ra thông báo cho mọi người, lại mất vài phút, bây giờ ông cụ chắc chắn đã tắt thở rồi, tại sao vừa nãy Tần Lâm chỉ ấn một cái, nhịp thở đã quay trở lại. Những người ở đây đều sững sờ, không dám tiến lên. Cứ để người trong ngành ra tay, liền biết có hay không. Bàn tay vừa bấm huyệt trông có vẻ tùy ý, nhưng trên thực tế, cần có kiến thức y học cao siêu và khí lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Người bình thường chắc chắn không thể đạt được trình độ này, ít nhất là mấy vị bác sĩ Đông y đang đứng ở đây. Tần Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Bất Phàm. Tôi chữa bệnh, mấy người không phận sự tốt nhất nên im miệng. Cậu! Lưu Bất Phàm lập tức nổi giận, người không có phận sự. Ông ta đường đường là trưởng khoa, vậy mà dám bảo ông ta là người không có phận sự. Khi Lưu Bất Phàm đang định nói gì đó, Trúc Dũng cũng tiến lên, lạnh lùng nói. Bác sĩ Lưu, cậu thanh niên này đang chữa bệnh, anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nghe thấy lời nói mang giọng điệu uy hiếp của Trúc Dũng, Lưu Bất Phàm nắm chặt tay, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Được, đợi đến khi chữa không khỏi bệnh, tôi sẽ đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cậu. Hai ngón tay Tần Lâm bấm huyệt, nhịp thở của Trúc lão gia bắt đầu đều đều. Sau đó, anh lấy ra từ túi vải một chiếc cốc thủy tinh, một chiếc kẹp gắp than, rượu sát trùng chuyên dùng để đốt, anh lau cốc thủy tinh một lần. Sau đó, anh lật cổ tay, úp chiếc cốc lên ngực trái của bệnh nhân. Rác hơi. Đối với người Hoa Hạ mà nói, rác hơi là phương pháp khá phổ biến. Không chỉ bệnh viện, ngay cả phòng tắm công cộng cũng có nhiều người dùng rác hơi,
nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Nhưng nó chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe mà thôi, phương pháp này khó có thể trị khỏi bệnh, đặc biệt là bệnh nặng. Bệnh của Trúc lão gia là loại bệnh nặng cần phải phẫu thuật, rác hơi sao có tác dụng được. Loè thiên hạ, Lưu Bất Phàm khẽ châm chọc một câu. Những bệnh mà Tây y phải động đến dao mổ đều là những bệnh không thể chữa trị, dùng kỹ thuật rác hơi thì có tác dụng gì? Tần Lâm úp chiếc cốc lên ngực bệnh nhân tầm vài giây. Sau đó, anh từ từ thả tay phải ra. Chỉ thấy, chiếc cốc thủy tinh trong suốt đột nhiên nổi lên một tầng xương trắng. Ngay sau đó, chiếc cốc bắt đầu di chuyển trên người bệnh nhân. Không cần bất kỳ sự tác động của ngoại lực nào, chiếc cốc rác hơi lại có thể chạy trên người bệnh nhân. Cảnh này khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Mấy vị bác sĩ đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không dám tin vào mắt mình. Đây là ngàn dặm truy phong quán. Từ xưa đến nay, có vô vàn phương pháp chữa bệnh bằng đông y, rác hơi, châm cứu, xoa bóp đều là chương trình học bắt buộc của đông y. Nhưng bởi vì sách cổ không đầy đủ, những kiến thức về kỹ thuật rác hơi được lưu truyền đến nay không còn nhiều, đa phần đông y đều chỉ nghiên cứu về châm cứu và dược lý. Kỹ thuật cao siêu như ngàn dặm truy phong quán, bọn họ mới chỉ nghe qua trong sách cổ có ghi chép lại, nhưng không biết cách sử dụng. Cảnh bấm huyệt lúc nãy khiến mấy vị bác sĩ đều im miệng, yên lặng xem anh chữa bệnh. Còn kỹ thuật ngàn dặm truy phong quán này mới thật sự là kỹ thuật cao siêu khiến người khác kinh ngạc, ai cũng không dám phát ra tiếng động làm phiền anh. Chiếc cốc đi theo một lộ trình không có quy tắc, chậm chậm di chuyển trên người bệnh nhân. Tần Lâm lại lấy ra một chiếc túi vải từ túi mình, chậm chậm trải quận vải ra, đó là một hàng kim bạc. Ngón tay Tần Lâm khều một cái, nhanh tay lựa ra ba cây châm. Anh kẹp chúng vào kẽ ngón tay phải, cổ tay di chuyển, kim bạc nhanh chóng rơi xuống, cứ như đâm vào đậu phụ, rơi chính xác vào huyệt đạo. Kỹ thuật châm cứu lợi hại quá. Kim bạc đâm vào huyệt, những yếu tố như lực đạo, độ chuẩn, tốc độ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc châm cứu. Đối với chứng bệnh này, Tần Lâm châm cứu vừa nhanh vừa chuẩn, mấy vị bác sĩ đông y đang ở đây mặc dù hiểu nguyên lý bên trong nhưng nếu phải thực hiện, chắn chắn không thể có hiệu quả như Tần Lâm làm. Hơn nữa, người ta châm cứu, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Năm cây kim bạc được đâm xuống, chiếc cốc rác hơi cũng ngừng lại, phun khí ra. Khụ khụ. Trúc lão gia đột nhiên ho vài tiếng. Cùng lúc đó, y tá quan sát thiết bị đều hét lên. Nhịp tim trở lại trạng thái bình thường rồi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, nhịp tim thật sự quay trở lại bình thường rồi. Mấy vị bác sĩ đông y đều trợn tròn mắt. Ngũ hành âm dương châm. Đây nhất định là kỹ thuật ngũ hành âm dương châm được viết trong sách. Ngàn dặm truy phong quán, ngũ hành âm dương châm, những kỹ thuật y học này thật sự ngoạn mục. Mấy vị bác sĩ già chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ cả đời sẽ được chứng kiến kỹ thuật kỳ diệu này, lại còn đến từ một vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Hậu sinh khảo ý, đúng là hậu sinh khảo ý. Tần Lâm rút kim bạc ra, cất mấy chiếc cốc đi, dùng khăn trắng trong túi lau tay. Ông Trúc được cứu rồi, nhưng nếu muốn chữa trị tận gốc thì còn cần nhiều thời gian để chăm sóc. Tôi kê đơn thuốc, tôi nói xong ông ghi lại. Tần Lâm tùy ý nói với một vị bác sĩ. Được, 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 cậu nói đi, cậu nói đi. Vị bác sĩ này là bậc thầy có tiếng trong giới đông y, bây giờ bị Tần Lâm bắt làm trợ thủ để sai khiến, nhưng ông ấy không hề phàn nàn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Thủ ô, ba chỉ. Bạch giới tử, hai chỉ. Sông quy, năm chỉ. Tần Lâm kê đơn thuốc. Ngoài thuốc ra, ông Trúc mỗi tháng cần đến bệnh viện kiểm tra một lần, bắt buộc phải hóa nghiệm bình thường theo Tây y, còn cần chẩn mạch theo Đông y. Khi chẩn mạch, cần chú ý trầm mạch, thực mạch, nếu như tình hình bệnh tốt lên, lượng thuốc có thể giảm theo tình trạng bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, Tần Lâm nhìn mấy vị bác sĩ đông y. Mấy điều tôi vừa nói, mọi người có hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Lúc này đứng trước mặt Tần Lâm, mấy vị bác sĩ đông y có tiếng tăm của thành phố đều như học sinh tiểu học. Sau đó, Tần Lâm gập túi vải lại, đeo lên lưng. Chú Trúc, cháu đi trước nhé,
hôm khác cháu sẽ đến nhà chào hỏi chú. Nói xong, Tần Lâm liền rời đi. Úi, tiểu thần y. Trúc Dũng chặn Tần Lâm lại muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả là Trúc lão ra lại ho mấy tiếng, hình như có dấu hiệu tỉnh lại, ông ấy vội vã đến bên hỏi han. Lúc này Lưu Bất Phàm đứng ở bên cạnh, sắc mặt đen xì. Lúc trước ông ta liên tục mắng người ta là thằng nhóc tóc để chỏm, mắng người ta là tên lừa bịp. Ông ta nói khoác mà không biết ngượng, dám bảo nếu mình không chữa khỏi bệnh, không ai có thể chữa được. Kết quả là, tiểu thần y này vừa đến, bấm huyệt, rác hơi, châm cứu, chưa đến 10 phút sau, bệnh tình của Trúc lão gia đã chuyển biến tốt. Càng mỉa mai hơn, người kia, từ đầu đến cuối, thậm chí lúc rời đi cũng chưa từng nhìn ông ta một lần nào. Ngay một câu châm biếng cũng không nói. Đủ thể thấy, trong mắt anh, ông ta chả là cái gì cả, chỉ có mình ông ta coi mình là người quan trọng mà thôi. Lưu Bất Phàm cảm thấy bản thân giống như bị người ta tát cho mấy cái bạt tai, mặt nóng rực lên, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu. Vài phút sau, tình trạng của Trúc lão gia ổn định lại, ông cụ được đưa vào phòng VIP để nghỉ ngơi. Sau khi kiểm tra một lượt, cơ thể không có vấn đề gì. Với chứng bệnh cấp tính đột phát này chỉ cần lúc đó vượt qua được thì việc chữa trị tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi mấy vị bác sĩ này kiểm tra cho Trúc lão gia một lượt, ai ai cũng vô cùng bất ngờ. Thần y, người này đúng là thần y. Bác sĩ bây giờ đều quá lệ thuộc vào máy móc, vậy nên có nhiều chứng bệnh khó có thể chữa trị, người sử dụng phương pháp đông y như Tần Lâm, thực sự ít thấy. Tuổi còn trẻ đã có y thuật cao siêu đến vậy, thật là lợi hại. Trúc Dũng ngồi trước giường bệnh, lông mày nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, cậu thanh niên lúc nãy rốt cuộc là ai? Gọi ông ấy là chú Trúc thì chắc cũng quen biết ông ấy. Trúc Dũng lăn lộn nơi thương trường đã nhiều năm, ai gặp mặt cũng phải nể nang gọi ông ấy một tiếng tổng giám đốc Trúc. Kiểu xưng hô thân mật như chú Trúc đã lâu rồi ông ấy không được nghe. Chẳng nhẽ là cậu ấy. Chẳng bao lâu sau, con gái Trúc Dũng, Trúc Linh Linh vội vã đến bệnh viện. Ông nội đâu rồi? Ông nội sao rồi? Xuyệt, ông nội không sao rồi, bây giờ đang ngủ. Trúc Linh Linh thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt rồi, con nghe nói, ông nội được một thần y trẻ tuổi cứu sống, anh ấy đâu rồi? Trúc Dũng lắc đầu, cậu ấy đi mất rồi. Đi rồi, còn chưa cảm ơn anh ấy mà. Trúc Dũng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn con gái nói, con còn nhớ, chú Tần hàng xóm của nhà ta lúc con còn nhỏ không? Trúc Linh Linh sững sờ, vẫn còn nhớ ạ, lúc con còn nhỏ, con vẫn thường qua nhà họ chơi, sau này cả nhà chú Tần đều bị giết. Chẳng phải bố không cho con nhắc đến chuyện này sao? Năm đó cả nhà họ Tần đều bị giết hại, không một ai còn sống, việc này gây chấn động cả Đông Hải. Có điều thời gian thấm thoát thoi đưa, lâu dần. Ấn tượng về nhà họ Tần cũng dần phai nhạt. Bây giờ chuyện nhà họ Tần đã trở thành một điều cấm kỵ. Giữa những đại gia tộc không được phép nhắc đến nhà họ Tần, nếu không sẽ không giữ được mạng. Vậy nên, cho dù là năm ấy nhà họ Trúc có mối quan hệ tốt với nhà họ Tần thì họ cũng không dám nhắc lại chuyện này. Trúc Dũng nói, có một số chuyện do năm đó con còn nhỏ nên đương nhiên không biết. Cả nhà họ Tần đều bị giết, sau này cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Bố ở bên cạnh, nhưng không tìm được xác của Tần Lâm. Anh Tần Lâm á, ý của bố là anh Tần Lâm chưa chết, Trúc Linh Linh kinh ngạc hét lên. Sắc mặt Trúc Dũng nghiêm trọng, ông ấy gật đầu. Cậu thanh niên lúc nãy cứu ông nội con gọi bố là chú Trúc, trông có vẻ như tuổi tác tương đương con, bố có cảm giác cậu ấy chính là người của nhà họ Tần. Sắc mặt Tần Linh Linh vui vẻ, anh Tần Lâm vẫn chưa chết thì tốt quá rồi, sao trông bố có vẻ không vui vậy? Trúc Dũng cười khổ, chuyện Tiểu Lâm chưa chết, bố đương nhiên vui, nhưng đứa trẻ này khá toan tính, tính tình nóng nảy, lần này cậu ấy quay về, e rằng không phải chuyện đơn giản. Nếu như cậu thanh niên này thực sự là người của nhà họ Tần, lần này quay về Đông Hải nhất định là để báo thù rửa hận. Nhưng mà, chỉ dựa vào y thuật của bản thân, sao có thể đối chọi với cường quyền? Đương nhiên, Trúc Dũng không thể nào ngờ được, những thứ mà Tần Lâm có, không chỉ là y thuật. Tần Lâm đeo túi vải, đến khu ngoại ô phía tây thành phố Đông Hải, đó là một khu phố cổ, hiện nay nơi đây đã trở thành khu thắng cảnh, bên trong có rất nhiều căn nhà cũ được tân trang lại. Niên đại lâu đời,
nhưng vẫn còn rất giá trị. Trong một đô thị được hiện đại hóa như vậy, kiểu kiến trúc tứ hợp viện như thế này còn lại rất ít. 10 năm rồi, nhưng nơi này vẫn chẳng hề thay đổi. Không thể không nói, nơi này được bảo tồn rất tốt, không khác gì mấy so với trong ký ức của anh. Đi vào trong sân, nhìn thấy nơi từng là cổng nhà mình, tâm trạng của Tần Lâm vô cùng phức tạp. Ngoài tấm biển viết hai chữ Tần Phủ, ở trên cổng không còn nữa, mọi thứ đều y như cũ. Câu đối trên cổng hình như năm nay mới đổi, nơi này có người ở. Năm đó 18 người nhà họ Tần, trừ bảo mẫu là dì Trần và Tần Lâm 12 tuổi, không một ai còn sống, chẳng nhẽ. Tần Lâm mở cổng lớn, đi vào sân. Trên mặt đất mặc dù có nhiều cỏ dại nhưng vẫn còn dấu vết có người ở. Đi được mấy bước, trong sân truyền đến tiếng chó sủa. Tần Lâm cau mày, tiến vào sân trong. Đập vào mắt anh là một chiếc lồng sắt hình vuông, bên trong chiếc lồng là một bóng người đang chật vật cúi còng lưng, rúc ở trong góc, trước mặt có một chiếc bát vỡ, bên trong bát chỉ còn sót lại một ít thức ăn đã bị ôi thiêu. Bên ngoài buộc ba con chó giữ đeo xích sắt, là loại chó săn màu đen. Nếu đứng dậy chúng chắc cao bằng một người bình thường, mồm nó đầy dãi rớt, trừng mắt, dương nanh, gầm gừ. Tần Lâm không quan tâm đến bọn chúng, anh đi đến trước chiếc lồng sắt. Nhìn kẻ ăn mày được nuôi như chó rồi hỏi. Bà là ai? Tên ăn mày ngẩng đầu, tóc dài, khuôn mặt tiều tụy, có thể thấy đây là một người phụ nữ trung niên, trong mắt bà ấy đầy sự sợ hãi. Nghe thấy tiếng Tần Lâm hỏi, người kia không khỏi lùi về sau, không dám lên tiếng. Khuôn mặt của người trưởng thành cơ bản không thay đổi mấy, cho dù 10 năm trôi qua, Tần Lâm vẫn có thể nhận ra, người phụ nữ trước mắt chính là bảo mẫu của nhà họ Tần. Dì Phùng. Dì Phùng, là dì đúng không, dì Phùng? Dì Phùng sững người, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cậu là ai? Sắc mặt Tần Lâm dần dần trầm xuống, anh siết quả đấm. Dì Phùng, cháu là Tiểu Lâm đây. Ánh mắt hoảng sợ của Phùng Quyên bỗng trở nên mê mang, sau đó, lộ ra vẻ mừng như điên, nước mắt đột nhiên tuôn ra. Thiếu gia, cậu là thiếu gia. Cậu vẫn chưa chết, thật tốt quá. Dì Phùng mặc dù chỉ là bảo mẫu, nhưng chăm sóc cho Tần Lâm từ nhỏ đến lớn, bà ấy gần giống người mẹ thứ hai của Tần Lâm. Bây giờ, bị người khác ngược đãi như vậy, Tần Lâm vô cùng giận dữ. Dì Phùng, dì mau qua đây. Tần Lâm mở chiếc lồng, muốn đưa dì Phùng đi ra. Sắc mặt Phùng Quyên thay đổi, thiếu gia, cậu cẩn thận. Tần Lâm vừa mở chiếc lồng. Ba con chó giữ đeo xích sắt nháy mắt xông ra, độ dài của chiếc xích đã được tính sẵn, có thể chạm đến cửa lồng. Mục đích chính là không cho Phùng Quyên đi ra ngoài. Ba con chó giữ vô cùng hung ác, Phùng Quyên bị bọn chúng cắn mấy lần, biết bọn nó mạnh đến đâu. Vừa nãy bà ấy chưa kịp nhắc nhở Tần Lâm, bây giờ phải làm sao đây? Ba con chó giữ xông đến, Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ rung, ba cây kim bạc phóng ra. Phù phù phù. Chỉ trong chớp mắt, ba con chó giữ vốn định xông qua đây, chạy được nửa đường thì gục đầu xuống, sùi bọt mép. Trên cổ của ba con chó có cắm một cây kim bạc, vị trí giống nhau, là tử huyệt của bọn chúng. Phùng Quyên trố mắt nhìn, bà ấy còn chưa nhìn rõ cảnh ban nãy, chỉ thấy thiếu gia vừa vung tay, ba con chó liền ngã xuống. Tần Lâm đi vào trong lồng, đỡ dì Phùng lên. Bị ngược đãi trong thời gian dài khiến cơ thể Phùng Quyên vô cùng yếu ớt, hơn nữa bà ấy từng bị chó cắn, nên bị nhiễm bệnh dại, nếu Tần Lâm không kịp thời xuất hiện, e rằng dì Phùng không trụ được thêm mấy ngày. Nhìn thấy Tần Lâm, Phùng Quyên khóc như mưa. Thiếu gia vẫn còn bình an, thật tốt quá, cậu sống có tốt không, cậu về thăm nhà một chút xong mau rời đi đi. Tần Lâm đỡ dì Phùng lên, ánh mắt u ám. Lần này về, cháu không có ý định rời đi. Dì Phùng ngây người ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, kéo Tần Lâm rồi nói. Tiểu Lâm, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính được, Đông Hải bây giờ không còn là Đông Hải của ngày xưa nữa, người giống như chúng ta, nói câu khó nghe là sẽ không sống yên ổn được đâu. Quãng thời gian này Phùng Quyên chịu không ít cực khổ. Từ sau chuyện xảy ra từ 10 năm trước, Phùng Quyên luôn chạy trốn khắp nơi, vô cùng thảm hại. Mấy năm trước, cảm thấy đã yên ổn. Phùng Quyên mới lén trở về nhà cũ xem sao, nơi này đã trở thành khu thắng cảnh, vì thế cho dù ngày thường có khách du lịch đến đây thì cũng chỉ đứng ở ngoài xem,
chứ không có ai vào trong. Cứ cách một khoảng thời gian Phùng Quyên lại đến đây quét dọn, năm ngoái còn dán câu đối mới, trong nhà cúng bài vị của phu nhân lão gia, thường xuyên làm lễ cúng. Kết quả là mấy tháng trước, hành động của Phùng Quyên bị người khác phát hiện. Họ giam bà ấy vào trong cái lồng chó, bên ngoài thả vài con chó để bà ấy không ra ngoài được. Cách vài ba hôm sẽ có người đến ném đồ ăn thừa cho bà ấy. Nếu tâm trạng tốt thì sẽ ném bánh bao, rau thừa vào trong lồng, cho bà ấy ăn một bữa no. Còn tâm trạng không tốt thì ném ở bên ngoài, Phùng Quyên sẽ phải tranh giành đồ ăn với lũ chó. Đôi tay của Phùng Quyên toàn sẹo và vết máu, mấy tháng nay bà ấy đã trải qua những ngày sống không bằng chết. Đám người đó không giết bà ấy cũng không thả đi mà muốn giày vò bà ấy như thế. Tần Lâm đỡ dì Phùng, anh đã bình tĩnh hơn, nhưng càng bình tĩnh thì cơn phẫn nộ trong lòng anh càng lớn hơn. Vào trong phòng, đập vào mắt là một mớ hỗn độn, giống như bị trộm đột nhập vậy, vô cùng bừa bộn. Tần Lâm dìu dì Phùng vào trong phòng, dọn dẹp sạch giường chiếu rồi để bà ấy nằm xuống. Tay trái cầm lấy cổ tay của bà ấy, ba ngón tay phải bắt mạch. Tiểu Lâm, cậu! Tần Lâm bắt mạch chuyên nghiệp như thế khiến Phùng Quyên hơi ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu? Sao cậu có thể sống sót được? Năm đó cả nhà họ Tần 18 người bị hại, nếu không phải đúng lúc dì Phùng dẫn Tần Lâm ra ngoài thì hai bọn họ cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Sau đó, đám người đó biết Tần Lâm vẫn chưa chết liền điên cuồng đi truy sát. Trong lúc đi lánh nạn, hai người đã lạc mất nhau, dì Phùng sống lưu lạc khắp nơi, sau đó về quê trốn vài năm, còn Tần Lâm thì không biết tung tích. Nhiều năm như thế bà ấy luôn tưởng rằng anh đã bị người ta sát hại rồi. Tần Lâm đáp, năm đó cháu được em gái nhà họ Diệp cứu, sau khi ẩn náu một thời gian cháu rời khỏi Đông Hải, gặp được một cao nhân ẩn sĩ, cháu lên núi cùng ông ấy rồi học y 10 năm. Tần Lâm trả lời đơn giản, giọng điệu biểu cảm cũng rất thoải mái. Nhưng Phùng Quyên biết Tần Lâm chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực. Một lúc sau Tần Lâm nhấc cổ tay lên. Dì Phùng không cần phải lo lắng, sức khỏe của dì vẫn ổn, chỉ là mất tháng nay dì chịu nhiều khổ cực, hơn nữa bị mấy con chó giữ cắn nên bị viêm, cháu kê đơn thuốc cho dì uống để điều dưỡng trước đã, qua vài hôm cháu đánh gió châm cứu cho dì là sẽ không sao nữa. Phùng Quyên gật đầu, bà ấy thực sự không dám tưởng tượng ra một thiếu gia ăn sung mặc sướng, có người cơm bưng nước rót năm đó đã phải chịu biết bao khổ cực mới có thể học được y thuật như thế này. Tần Lâm ra ngoài mua đồ ăn cho dì Phùng, đang bị bệnh không nên ăn thức ăn gây dị ứng, dầu mỡ, vì thế anh đã mua cháo trắng trứng gà thanh đạm, sau đó sắc thuốc bắc cho bà ấy uống. Dì Phùng, bây giờ dì nói đi, ai đã nhốt dì ở đây? Tần Lâm trông có vẻ như thuận miệng hỏi, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự phẫn nộ không thể kìm nén được. Cả nhà 18 người bị giết sạch, người thân còn lại của Tần Lâm không nhiều. Lại còn phải chịu sự hành hạ như thế anh nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Dì Phùng kéo tay Tần Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thiếu gia, cậu đừng đi, cậu không đấu lại bọn họ được đâu. Tần Lâm cười nhạt, dì Phùng yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực. Lời nói của Tần Lâm rất chân thật. Phùng Quyên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói. Là nhà họ Đường. Tần Lâm nhíu mày. Nhà họ Đường. Đó không phải nhà ngoại của cháu sao? Nói gì đi nữa hai nhà cũng là thông gia, cho dù nhà họ Đường không chịu giúp thì cũng không nên dậu đổ bìm leo mới đúng chứ. Phùng Quyên thở dài, thiếu gia, sau khi ông ngoại cháu mất, em trai ông ngoại của cậu kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Đường. Mấy năm nay, nhà họ Đường luôn muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, vì muốn thể hiện cho người ngoài biết, ngày xưa là họ hàng, bây giờ giống như kẻ thù vậy. Tần Lâm khẽ cuộn chặt nắm đấm. Cho dù em trai ông ngoại không có quan hệ trực tiếp với nhà họ Đường, nhưng dù gì cũng là thông gia, nhà họ Tần đã thảm hại vậy rồi, bọn họ lại còn dậu đổ bìm leo như thế, thật là đáng hận. Có điều, bây giờ Tần Lâm đã trở về, tất cả sẽ thay đổi. Nếu các người đã không xem tôi là người thân, vậy thì tôi cũng không cần coi các người là người. Được rồi, cháu biết rồi, dì Phùng ngủ sớm đi. Tần Lâm đắp chăn cho dì Phùng rồi đóng cửa phòng lại. Anh lấy ra một con dao nhỏ sắc trong chiếc túi mà anh đem theo người, thuận tay giết chết ba con chó giữ trong vườn. Nhà họ Đường lúc này đang vui vẻ náo nhiệt. Anh cả, hôm nay là sinh nhật của anh,
vốn dĩ định tổ chức ở nhà hàng, nhưng mà em nghĩ lại dù gì nhà chúng ta cũng là gia tộc lớn, bày tiệc ở nhà vẫn sẽ khí phái hơn. Người nói là người con thứ ba nhà họ Đường, xét về vai vế có lẽ là dì ba của Tần Lâm. Mà đa số những người tham dự bữa tiệc đều là chú dì năm đó của Tần Lâm. Sau khi Đường Long Dân trở thành gia chủ của nhà họ Đường, vị trí của người con trai cả Đường Thiên Hào rất lớn mạnh, sau này sẽ là người thừa kế của nhà họ Đường, là gia chủ tương lai, đám người trong gia tộc đương nhiên cũng sẽ a dua nịnh hót. Lúc này trong sân lớn nhà họ Đường toàn là khách khứa, hôm nay mọi người đều đến để chúc mừng sinh nhật Đường Thiên Hào. Tổng giám đốc Đường, vị trí của nhà họ Đường ở Đông Hải như diều gặp gió, sau này có cơ hội lọt vào top tứ đại gia tộc không? Ha ha, cái đó còn phải nói, tổng giám đốc Đường anh minh thần võ, mấy năm nay phát triển ngày càng tốt hơn, lọt vào top tứ đại gia tộc chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Không thấy tứ đại gia tộc vẫn chống một vị trí sao, đó là để lại cho nhà họ Đường chúng ta đấy. Tứ đại gia tộc ở Đông Hải, cầm kỳ thư họa. Nhà họ Tề, nhà họ Thư, nhà họ Hoa. Còn cầm chính là nhà họ Tần năm đó. Nhà họ Tần bị hại, tứ đại gia tộc vẫn chống một vị trí, có rất nhiều gia tộc đều muốn tranh giành vị trí này, trong đó gia tộc có sức cạnh tranh nhất đương nhiên phải kể đến nhà họ Đường. Đường Thiên Hào là trụ cột của nhà họ Đường, tuổi trẻ sung sức, sự nghiệp phát triển rất tốt, đợi sau khi ông ta trở thành gia chủ, rất có khả năng sẽ giúp nhà họ Đường lọt vào trong top tứ đại gia tộc. Chỉ có điều, bởi vì nhà họ Đường và nhà họ Tần năm đó là thông gia, loại quan hệ bám váy này ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Cho nên nhà họ Đường mới không màng quan hệ thông gia năm đó mà tàn nhẫn chèn ép nhà họ Tần, ngay cả bảo mẫu cũng thủ tiêu. Để ba gia tộc khác nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, để người đời biết được, nhà họ Đường và nhà họ Tần năm đó không còn dây mơ dễ má với nhau nữa. Đường Thiên Hào nâng ly rượu, nhưng không đứng dậy. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cảm ơn các vị quan khách đã đến, mọi người đừng khách khí, cứ uống nhiều vào. Đường Thiên Hào nhấp một ngụm, nâng ly ra hiệu. Tổng giám đốc Đường mời rượu, đó là nể mặt bọn họ, mọi người đương nhiên phải tiếp rồi, ai ai cũng đứng dậy, cung kính uống một hơi hết sạch. Đúng lúc đang náo nhiệt, đột nhiên ngoài cổng có một tên vệ sĩ đi đến nói. Tổng giám đốc Đường, ngoài cổng lại có một người đến, còn xách đồ đến, hình như là đến để chúc mừng sinh nhật, chỉ là ăn mặc hơi tàn tạ, không giống với người ở tầng lớp thượng lưu. Tổng giám đốc Đường tổ chức sinh nhật, người bình thường đương nhiên không có tư cách đến. Đường Thiên Hào nói, không sao, cho dù là kẻ ăn mày, chỉ cần nói lời hay ý đẹp dành cho tôi, cho anh ta ít đồ ăn rồi đuổi đi. Vâng, vệ sĩ vừa định ra ngoài, người thanh niên ăn mặc tàn tạ mà anh ta nói đã bước vào trong. Tần Lâm đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn khách khứa đang ồn ào náo nhiệt, rồi lạnh lùng nói. Đường Thiên Hào cút qua đây. Soạt. Câu nói của Tần Lâm khiến cả sân lập tức trở nên yên lặng, tĩnh mịch như nghĩa trang vào ban đêm. Dám gọi thẳng cả họ tên của Tổng Giám Đốc Đường. Thật to gan. Còn dám bảo Tổng Giám Đốc Đường cút qua đây. Tên ngốc này từ đâu đến vậy, không muốn sống nữa sao? Cho dù là ăn mày hay tên ngốc ngủ ngoài đường cũng biết đại thiếu gia nhà họ Đường là nhân vật không thể đắc tội được. Nói năng lỗ mãng trong ngày sinh nhật của Đường Thiên Hào đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Sắc mặt của Đường Thiên Hào trở nên u ám, bao nhiêu năm nay không ai dám nói năng như thế với ông ta, một tên nhãi danh lại dám to gan như thế, đúng là liều lĩnh. Không đợi Đường Thiên Hào nói, tên vệ sĩ đó đã trực tiếp ra tay. Giơ tay đấm vào mặt Tần Lâm. Vệ sĩ của nhà họ Đường hoặc là xuất thân quân nhân, hoặc là luyện võ từ nhỏ, thực lực vô cùng dũng mãnh. Điều trùng hợp là tên vệ sĩ này đã luyện võ từ nhỏ và từng đi lính, rất nhiều người luyện võ đều bị anh ta hạ gục chỉ bằng một chiêu. Cú đấm này vô cùng mạnh, một người nhỏ bé như Tần Lâm chỉ cần một cú đấm là có thể lấy mất mạng như chơi. Dám làm càn trong tiệc sinh nhật của Đường gia, chết chưa hết tội. Cú đấm uy lực này lao đến, nhưng thứ nghênh đón nó lại là một cây kim bạc mỏng manh. Bịch! Vốn dĩ tưởng rằng cú đấm này sẽ khiến Tần Lâm ngã xuống đất. Không ngờ rằng, trong nháy mắt người ngã trên mặt đất lại là tên vệ sĩ đó. Ai cũng chưa nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì, chỉ cảm thấy tên vệ sĩ đó vừa vung tay liền ngã trên mặt đất, nôn ra nước bọt trắng, bất tỉnh nhân sự.
Đương nhiên họ cũng không chú ý cây kim bạc nhỏ châm trên nắm đấm của tên vệ sĩ. Hành động của Tần Lâm quá nhanh, họ hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Vệ sĩ lợi hại nhất của nhà họ Đường trong nháy mắt đã bị hạ gục, lúc này mọi người mới xem trọng người thanh niên ăn mặc tàn tạ trước mắt. Chỉ nhìn thấy người thanh niên xách một cái xô, bên trong toàn là chất lỏng màu đỏ, tỏa ra mùi tanh hôi. Đường Thiên Hào nhíu mày, mặt biến sắc. Cậu là ai mà lại dám ngông cuồng ở nhà họ Đường tôi? Tần Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Tôi nói lại lần nữa, cút qua đây. Cho dù thế nào thì lúc nãy Tần Lâm hạ gục tên vệ sĩ đó một cách dễ dàng như thế đã khiến mọi người kiêng dè. Thằng nhóc này có chút bất thường. Đường Thiên Hào đặt ly rượu xuống, mặc dù Tần Lâm có chút bất thường, nhưng Đường Thiên Hào không coi anh ra gì. Ông ta ngẩng đầu hiên ngang bước đi, mang theo khí chất của gia chủ tứ đại gia tộc tương lai, tiến đến trước mặt Tần Lâm. Dám làm loạn trong tiệc sinh nhật của tôi, cậu to gan thật đấy, cậu biết hậu quả của hành vi này chứ? Vừa dứt lời, Tần Lâm giơ tay, vỗ nhẹ vai của Đường Thiên Hào. Cái vỗ vai này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đặt lên vai Đường Thiên Hào lại nặng như nghìn cân. Bịch, Tần Lâm vỗ vai như thế, Đường Thiên Hào liền quỳ trên mặt đất, xương bánh chè va vào nền gạch phát ra tiếng quỳ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ông Đường, quỳ sao? Cảm giác đau đớn của xương bánh chè truyền khắp cơ thể, Đường Thiên Hào đau đến mức toàn thân run rẩy, mặt đỏ gay, răng không ngừng va lập cập vào nhau. Lúc nãy Tần Lâm ấn nhẹ một cái như thế, giống như núi Thái Sơn đè xuống, ông ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Tên này rốt cuộc là ai? Tần Lâm cúi đầu nhìn Đường Thiên Hào, lạnh lùng nói. Dám nhốt dì Phùng vào trong lồng chó, ông to gan thật đấy, ông có biết hậu quả của hành vi này không? Đây rõ ràng là lời trước đó mà Đường Thiên Hào nói, Tần Lâm trả lại nguyên vẹn cho ông ta. Mặt Đường Thiên Hào biến sắc. Dì Phùng, lẽ nào là bảo mẫu của nhà họ Tần? Đường Thiên Hào ngẩng đầu, nét mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn quằn quại. Cậu là ai? Tần Lâm không trả lời mà nói. Trong 3 ngày bảo cả nhà ông quỳ xuống trước mặt dì Phùng để xin lỗi, nếu không hãy tự gánh chịu hậu quả. Rào. Tần Lâm vừa nói xong, mọi người ở đó đều xôn xao. Khẩu khí lớn thật đấy. Bảo cả nhà họ Đường ra quỳ xuống xin lỗi. Anh tưởng anh là ai chứ? Tần Lâm lại nói, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của ông, không thể nào đến tay không được, tôi dội máu chó lên đầu ông để làm quà vậy. Lúc nói Tần Lâm xách xô máu chó tươi từ từ đổ xuống. Máu chó hôi tanh nhấp nhấp đổ lên đầu Đường Thiên Hào. Chất lỏng bẩn thỉu từ đỉnh đầu Đường Thiên Hào chảy xuống toàn thân. Động tác của Tần Lâm rất chậm rãi, nhưng Đường Thiên Hào lại không hề cử động, một khi nhúc nhích là xương bánh chè lại đau dữ dội. Trong vòng vài phút giây, khắp sân trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn Tần Lâm đổ xô máu chó lên đầu Đường ra. Một giọt cũng không lãng phí. Nhưng trong quá trình đó không một ai đứng ra ngăn cản. Ai dám chứ? Tên vệ sĩ giỏi đánh nhau nhất ở đó đã bị hạ gục rồi, ai sẽ lên để lãnh cái chết chứ? Hơn nữa, Đường ra không động đậy, sao bọn họ phải ra mặt chứ? Nếu như để Đường Thiên Hào biết được suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn sẽ tức hộc máu mồm. Không phải ông ta không muốn cử động mà không cử động được. Sau khi đổ hết xô máu chó, Tần Lâm ném xô xuống dưới đất, rút ra một mảnh vải trắng đem theo người để lau tay. Nhớ lời tôi nói, trong vòng 3 ngày nếu như không làm theo yêu cầu của tôi thì ông hãy tự gánh chịu hậu quả. Nói xong Tần Lâm quay người rời đi. Lúc đến cổng, anh dừng lại. À đúng rồi, tôi họ Tần, Tần trong chữ nhà họ Tần. Mau, mau đi lấy nước. Sau khi Tần Lâm đi được một lúc lâu mọi người mới định thần lại, vội vàng lấy nước để gột rửa cho Đường Thiên Hào. Mau đỡ Đường ra dậy. Mọi người chịu đựng máu chó hôi tanh để đỡ Đường Thiên Hào dậy, lúc này đôi chân của ông ta đã mất đi cảm giác, thậm chí không cảm nhận được sự đau đớn. Đôi chân mềm nhũn, giống như không phải chân của ông ta vậy, xương bánh chè chắc chắn đã vỡ nát rồi, nếu không kịp thời chữa trị e rằng chân sẽ bị tàn phế. 115. Mau gọi 115. Đường Thiên Hào và tên vệ sĩ đó nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Máu chó lênh láng khắp mặt đất bốc ra mùi hôi thanh,
một bữa tiệc đang yên đang lành bỗng dưng lại thành ra thế này. Những người còn lại của nhà họ Đường cùng với khách khứa đều ngơ ngác nhìn nhau. Có một câu hỏi mà ai cũng không dám hỏi. Họ Tần, Tần trong chữ nhà họ Tần. Nhà họ Tần mà người thanh niên đó nói là nhà họ Tần 10 năm trước sao? Không phải cả nhà họ Tần đã bị giết chết rồi sao, sao lại vẫn còn người sống sót chứ? Nếu như thanh niên đó thực sự là con cháu nhà họ Tần, anh ta sẽ bỏ qua nợ máu năm đó sao? Mà nhà họ Đường trở mặt không nhận họ hàng, dậu đổ bìm leo. Sẽ không phải là đứng mũi chịu sào chứ? Bước ra khỏi nhà họ Đường, Tần Lâm không có chút áp lực tâm lý nào cả. Mặc dù bên trong đều là người thân ngày xưa, nhưng xem ra, bây giờ lại trở nên đáng ghét như thế. Nhà họ Tần xảy ra chuyện, không cầu xin bọn họ giúp đỡ, cũng không muốn liên lụy đến những người khác. Nhưng dậu đổ bìm leo, thủ tiêu sạch sẽ thì là không đội trời chung. Tần Lâm ngửa mặt nhìn trời xanh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Tình người như trang giấy mỏng manh vô tình, thế sự như bàn cờ, mỗi ván là một bước đi mới. Khi nghèo khổ không người thăm hỏi, lúc giàu sang thì khách khứa đầy nhà. Cái gọi là thói đời nóng lạnh bất thường chẳng qua là như thế. Năm đó, nhà họ Đường, nhà họ Trúc, còn có một vài gia tộc nhỏ đều dựa vào mối quan hệ với nhà họ Tần mới có thể vực dậy. 10 năm trước, nhà họ Tần bị tiêu diệt, ngoại trừ nhà họ Trúc còn trợ giúp một chút, những người khác coi như không quen biết nhà họ Tần. Bao gồm nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư và nhà họ Đường vong ân bội nghĩa. Tần Lâm sẽ bắt bọn họ phải trả một cái giá. Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi vào số được lưu từ lâu trong điện thoại, nhưng vẫn chưa bao giờ gọi. Vài giây sau, có người bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia hơi kích động và lo lắng. Tiểu sư huynh, là sư huynh sao? Người bắt máy là sư đệ của Tần Lâm. Sư phụ của Tần Lâm, Diệp Hiên Viên đã sớm đi du ngoạn khắp Nam Châu, thu nhận được mấy người đồ đệ, chỉ cần giảng dạy một chút, những người này liền trở thành Hoàng Long. Không phải là người nắm trong tay quyền lực thì cũng giàu đứt đố đổ vách. Chỉ là những người này tư chất bình thường, sư phụ chỉ dạy sơ qua thôi. Còn Tần Lâm là đồ đệ đích truyền của Diệp Hiên Viên, mặc dù nhập môn sau bọn họ, tuổi trẻ hơn bọn họ, nhưng được đích thân sư phụ ở bên truyền dạy, học được rất nhiều thứ. Vậy nên những người này đều gọi anh là Tần Lâm sư huynh, cho dù trong số họ có người lớn hơn Tần Lâm đến 20 mấy tuổi, nhưng vẫn xưng hô như vậy. Theo như họ thấy, tiền tài, quyền lực trong thế giới này chẳng là gì so với thủ đoạn của sư phụ, nếu như sư phụ muốn, thiên hạ này đều là vật trong túi của ông. Bọn họ rất ngưỡng mộ tiểu sư huynh, có thể nhận được sự truyền thụ từ sư phụ. Năm đó bọn họ chỉ nghe sư phụ giảng dạy vài câu liền có thể đạt được thành tựu như ngày nay. Vị tiểu sư huynh này theo sư phụ học y 10 năm, bọn họ khó có thể tưởng tượng được thực lực của anh. Vậy nên những vị sư đệ này, ngoại trừ ngưỡng mộ Tần Lâm, còn kính nể anh. Kính nể anh như kính nể sư phụ. Người nghe điện thoại là tam sư đệ, Tôn Kiến Dân. Cũng là một người từng sư phụ dạy bảo, hiện nay là người phụ trách của Đông Hải, là một nhân vật tai to mặt lớn. Nói chuyện với lãnh đạo nhưng Tần Lâm không hề mất tự nhiên, mặt mày anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Là tôi về Đông Hải rồi. Tôn Kiến Dân vô cùng kích động, 10 năm trước mới gặp được tiểu sư huynh một lần. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, lại có thể gặp sư huynh sao? Tiểu sư huynh đang ở đâu, tôi sẽ bảo tài xế qua đón sư huynh, không, đính thân tôi sẽ qua. Có tư cách để Tôn Kiến Dân tự mình ra đón, cả tỉnh Hán Đông này chắc chỉ có 5 người. Nhưng Tôn Kiến Dân thấy, có thể làm tài xế cho tiểu sư huynh là niềm vinh hạnh lớn lao. Không cần đón tôi, bây giờ tôi đang ở nhà, đang có chút chuyện, cần sư đệ điều tra một số việc. Được, tiểu sư huynh cứ nói. Tần Lâm nói, tìm hiểu xem, nhà họ Tần bị giết 10 năm trước được mai táng ở đâu. Vài phút sau, Tôn Kiến Dân gọi lại. Tiểu sư huynh, tôi đã điều tra được, nhà họ Tần bị giết 10 năm trước đều được mai táng ở sườn núi phía bắc ở núi Đông Sơn, đó là một vùng đất hoang. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Tần Lâm cúp máy. Tôn Kiến Dân cảm thấy rất bất an. Có thể tu hành cùng sư phụ, bao nhiêu năm cũng được, sư phụ không chỉ có y thuật cái thế, công phu thiên hạ vô song,
tiểu sư huynh sao có thể bỏ qua cơ hội tu hành cùng sư phụ để quay về Đông Hải. Nhà họ Tần 10 năm trước. 10 năm trước, Tôn Kiến Dân còn chưa phải là người phụ trách của Đông Hải, ông ấy không nắm rõ được tình hình của nơi đây. Hình như họ của tiểu sư huynh là Tần. Tần. Nghĩ đến đây, Tôn Kiến Dân đột nhiên run lên. Chẳng nhẽ, tiểu sư huynh là người nhà họ Tần. Tôn Kiến Dân toát mồ hôi lạnh, da gà toàn thân nổi lên, nếu như tiểu sư huynh thật sự là người của nhà họ Tần, vậy e rằng thành phố Đông Hải sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tôn Kiến Dân nghĩ một chút, vội vã rút điện thoại ra, gọi cho tứ sư đệ, Mạnh Văn Cương. Mạnh Văn Cương là người giàu nhất tỉnh Hán Đông, xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng của Pháp Hoa Hạ. Bái sư muộn hơn Tôn Kiến Dân 2 năm, cũng là tứ sư đệ của Tần Lâm. Lãnh đạo Tôn, sao hôm nay tự nhiên gọi cho tôi vậy, giọng điệu của Mạnh Văn Cương rất nhẹ nhàng. Tôn Kiến Dân nói, tiểu sư huynh về rồi. Tiểu sư huynh, vị tiểu sư huynh nào vậy? Vớ vẩn, cậu có mấy vị sư huynh? Sư huynh bảo cậu ấy về rồi, Mạnh Văn Cương giật mình, sư huynh của ông ấy ngoài Tôn Kiến Dân ra chỉ còn vị tiểu sư huynh ở cùng sư phụ đã 10 năm. Tiểu sư huynh xuống núi rồi sao? Về Đông Hải rồi sao? Lãnh đạo Tôn, tiểu sư huynh đã liên lạc với sư huynh chưa? Tôn Kiến Dân nói, tiểu sư huynh vừa bảo tôi đi điều tra chuyện của nhà họ Tần 10 năm trước, chắc cậu vẫn còn nhớ, tiểu sư huynh cũng họ Tần, lần này về Đông Hải e rằng không đơn giản. Mạnh Văn Cương là người của vùng này nên nắm khá rõ chuyện này, chỉ là ông ấy không ngờ rằng, tiểu huynh đệ lại là người của nhà họ Tần năm xưa. Nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư, e rằng đều xong rồi. Lãnh đạo Tôn, phiền sư huynh chuyển lời giúp tôi đến tiểu sư huynh, nếu có chuyện gì cần đến Mạnh Văn Cương tôi sẽ dùng toàn lực giúp đỡ. Sau khi cúp máy, Tôn Kiến Dân lại gọi cho người thứ hai. Vương Kim Hải, tổng phụ trách của quân khu Đông Nam, thượng tướng năm sao trẻ tuổi nhất, chiến công lẫy lừng, được mệnh danh là quân thần. Nhị sư huynh. Tôi là Tôn Kiến Dân. Lãnh đạo Tôn, sao tự nhiên lại gọi cho sư huynh tôi đây vậy? Tiểu sư huynh về Đông Hải rồi. Cái gì, Vương Kim Hải nhất thời bất ngờ, ông ấy vốn là lão đại trong số các sư huynh sư đệ. Nhiều năm như vậy, ông ấy cũng là người có uy quyền nhất, nhưng ông ấy hiểu rõ, có một người vẫn luôn trên cơ mình, thậm chí còn khiến ông ấy phải kính phục, tôn trọng. Người đó chính là vị tiểu sư huynh tu luyện cùng sư phụ 10 năm, Tần Lâm. Sư đệ, tôi đang không ở tỉnh Hán Đông, tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để gặp tiểu sư huynh. Mấy người họ, đều là người nắm quyền lực trong thế giới, đều là kẻ giàu nhất một phương, nhưng trong mắt bọn họ, có thể gặp được Tần Lâm là niềm vinh hạnh lớn lao. Về đến nhà họ Tần, mặc dù cơ thể dì Phùng yếu ớt, nhưng bà ấy vẫn thu dọn sân vườn, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng, không có lấy một hạt bụi. Thiếu gia, cậu về rồi đấy à? Nhìn thấy Tần Lâm vẫn khỏe mạnh bình an trở về, dì Phùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhà họ Tần bây giờ không còn là nhà họ Tần của năm xưa nữa. Bây giờ sống ở Đông Hải, làm gì cũng phải cẩn thận. Với nhà họ Tần, tầm cỡ như nhà họ Đường là loại tai to mặt lớn, không thể lay chuyển. Dì Phùng yên tâm đi, mấy ngày nữa, bọn chúng sẽ quỳ xuống xin lỗi dì. Dì Phùng hơi sững sờ, sau đó gượng cười. Thiếu gia ngây thơ quá rồi, người ta Đường Đường là nhà họ Đường, sao có thể xin lỗi một bảo mẫu như bà ấy được. Chỉ cần không gây phiền phức cho thiếu gia, có thể sống những tháng ngày ổn định là tốt lắm rồi. Khi dì Phùng chuẩn bị đi vào phòng để nấu cơm, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở ngoài cửa. Một cô gái dáng người cao gầy, thướt tha, bước xuống từ xe Audi màu đen, cô ấy mặc váy ngắn bó lấy phần mông, phía trên là áo vest, trông gợi cảm hào phóng. Tóc dài thả sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là thiên kim nhà họ Trúc, Trúc Linh Linh. Anh Tiểu Lâm, anh là anh Tiểu Lâm. 10 năm không gặp, khuôn mặt thay đổi nhiều quá, lúc trước khi anh và Trúc Linh Linh còn chơi với nhau, bọn họ mới chỉ 12 tuổi. Anh Tiểu Lâm, em là Linh Linh đây. Tần Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười, Linh Linh, 10 năm không gặp, không nhận ra em nữa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai cao to của Tần Lâm. Trúc Linh Linh vô cùng xúc động, nhà họ Tần đang lớn mạnh đến thế mà lại trở thành như vậy. Ngoại trừ Trúc Linh Linh, sau lưng cô ấy còn có mấy người, đều là trưởng bối nhà họ Trúc.
Một người đàn ông trung niên vội vã đi đến, nhìn thấy Tần Lâm, lông mày ông ta nhíu lại. Hừ, cậu còn dám quay lại, chẳng nhẽ cậu không biết sao nhà họ Tần các người tiếng xấu lan khắp Đông Hải rồi. Quay về chẳng phải muốn làm liên lụy nhà họ Trúc sao? Người vừa nói tên là Trúc Minh, là anh cả nhà họ Trúc, bác cả của Trúc Linh Linh. Cơ thể của lão gia Trúc Tam Đao càng ngày càng yếu, nhà họ Trúc cơ bản nằm trong tay Trúc Minh. Trúc Linh Linh nghe xong, nhíu mày lại. Bác cả, bác nói linh tinh gì vậy, anh Tiểu Lâm về rồi nhưng cũng đâu có đến nhà chúng ta, cái gì mà liên lụy nhà họ Trúc chứ? Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, không qua lại với chúng ta. Cậu ta tự chạy đến bệnh viện chữa bệnh cho bố, chẳng nhẽ không phải là đang tìm cách qua lại với nhà họ Trúc chúng ta sao? Bây giờ, rất nhiều người đang nghe ngóng xem rốt cuộc ai là người chữa khỏi bệnh cho bố. Khi tìm ra được là do cậu ta làm, ba đại gia tộc sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt gì? Bọn họ chẳng phải sẽ cho rằng chúng ta còn qua lại với nhà họ Tần sao? Vợ của Trúc Minh, Lý Mẫn cũng đứng ở bên cạnh bênh vực ông ta. Chồng tôi nói đúng đấy, nếu chưa chết, thì nên tìm đến một vùng quê nào đó sống yên ổn đến cuối đời, quay lại Đông Hải làm gì? Chẳng nhẽ là vì căn biệt thự kia, bây giờ cậu không tiền không quyền, cậu cho rằng có thể giành lại căn biệt thự kia sao? Đương nhiên rồi, cậu muốn làm gì thì đấy là việc của cậu, nhưng xin cậu về sau đừng liên lạc với nhà họ Trúc chúng tôi nữa, tránh liên lụy đến chúng tôi. Hiện nay, ba đại gia tộc của Đông Hải, loại gia tộc bậc hai như bọn họ muốn làm gì đều phải nhìn sắc mặt người khác. Người ta nói gì, mình phải nói nấy. Nhiều năm như vậy, nhà họ Trúc khó khăn lắm mới có thể thoát bỏ cái bóng của nhà họ Tần, dần dần phất lên. Nhưng trong giờ phút quan trọng, Tần Lâm lại quay trở lại, chẳng phải là muốn gây phiền phức cho nhà họ Trúc sao? Nếu biết tin nhà họ Trúc vẫn còn liên lạc với tàn dư của nhà họ Tần, ba đại gia tộc kia sẽ để bọn họ yên sao? Trúc Linh Linh đứng trước mặt Tần Lâm, mặt đầy phẫn nộ. Bác gái à, bác có ý gì vậy? Chẳng nhẽ việc anh Tiểu Lâm chữa bệnh cho ông nội là sai sao? Trúc Minh cau cau mày, Linh Linh, cháu nói năng kiểu gì với bác gái vậy? Chúng ta không bảo chuyện Tần Lâm chữa bệnh cho bố là sai, bệnh của bố sẽ có chuyên gia chữa, không cần cậu ta tự tay chữa. Lần này chúng tôi đến đây là muốn đưa cậu ta tiền chữa bệnh. Nói xong, Trúc Minh lấy ra 2.000 tệ, đặt trên mặt đất, nói với Tần Lâm. Cậu chỉ là một bác sĩ bình thường. Bố tôi cũng chỉ là bệnh nhân bình thường, đây là tiền chữa bệnh, giữa chúng ta, không còn bất kỳ quan hệ gì. Nhìn thấy 2.000 tệ trên mặt đất, Trúc Linh Linh tức đến mức mặt mày tái xanh. Các người đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Trúc Minh cười lạnh, vong ân phụ nghĩa. Dựa vào đâu mà nói thế? Cậu ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ quen, chữa khỏi bệnh, chúng ta đưa tiền. Cháu xem, cả Đông Hải có biết bao bác sĩ nổi tiếng. Mà có ai tính phí chữa bệnh đến 2.000 tệ đâu. Bác làm vậy đã là rất đúng mực rồi. Hơn nữa, Trúc Linh Linh, bác khuyên cháu đừng nên qua lại với cậu ta, nếu không đừng trách trách nhà họ Trúc không nhận cháu làm con cái nhà này. Cháu phải nhớ kỹ thân phận của mình, cháu là thiên kim nhà họ Trúc và đã có hôn ước, đừng có lằng nhằng ở bên ngoài. Nhìn thấy Trúc Linh Linh thân mật với Tần Lâm đến vậy, Trúc Minh không thể không nhắc nhở. Trúc Linh Linh đã liên hôn với gia tộc ở thành phố, không thể để thằng nhóc họ Tần chiếm lợi được. Nói xong, Trúc Minh đưa người nhà họ Trúc lên xe, nghênh ngang rời đi. Sắc mặt Trúc Linh Linh tái xanh, cô ấy tức đến mức toàn thân run rẩy. Bác đúng không phải là người, nếu năm đó nếu không có chú Tần, Trúc Minh bác ấy sẽ có ngày hôm này sao? Còn về hôn ước mà Trúc Minh đã nói, Trúc Linh Linh không nhắc đến một chữ nào. Vốn như nếu năm đó nhà họ Tần vẫn còn, Trúc Linh Linh có lẽ sẽ được gả vào nhà họ Tần. Nhưng sau khi nhà họ Tần bị giết, nhà họ Trúc đã thay đổi hôn ước, chỉ là Trúc Linh Linh vẫn chưa thể chấp nhận mà thôi. Đối mặt với loại người vong ân bội nghĩa như Trúc Minh, Tần Lâm không hề tức giận, anh chỉ cười nhạt. Cơ thể của ông Trúc không sao chứ? Trúc Linh Linh thở dài một hơi, không sao rồi, anh Tiểu Lâm không tức sao? Trúc Minh thật vô liêm sỉ, ân huệ của nhà họ Tần không chỉ đáng giá mỗi 2.000 tệ, bây giờ chỉ đưa có 2.000 tệ mà dám thấy bản thân vô cùng trượng nghĩa, Trúc Linh Linh cảm thấy vô cùng tức giận. Tần Lâm cười nói, tức cái gì chứ, em đã bao giờ thấy chúa Sơn Lâm vì con kiến hôi mà gầm gừ tức giận chưa?
Trúc Linh Linh hơi sững sờ, nhìn Tần Lâm đến hơi thất thần, 10 năm không gặp, ngoài diện mạo thay đổi, tính tình cũng có nhiều đổi thay. Tần Lâm bây giờ, mặc dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng có thể cho người khác cảm giác anh là người bề trên. Anh Tiểu Lâm, mấy ngày nữa ông nội được xuất viện rồi, bố em đang ở bệnh viện chăm sóc ông nội, em muốn mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm. Ok, cũng lâu rồi anh chưa được uống rượu cùng chú Trúc. Trúc Linh Linh gọi tài xế riêng đến, hai người cùng lên một chiếc Audi A6. Linh Linh, em cũng tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Đúng vậy, em tốt nghiệp rồi, bây giờ đang quản lý công ty y dược Văn Hòa, quy mô tầm trung, chỉ đủ để sống qua ngày thôi ạ. Nhìn thấy xe của Trúc Linh Linh liền biết quy mô của công ty không quá lớn, nếu không chẳng nhẽ giám đốc công ty lại lái Audi A6 sao? Tại sao lại đặt tên là y dược Văn Hòa vậy? Sao không tên là y dược Trúc Thị? Trong trí nhớ của anh, trước kia nhà họ Trúc làm trong ngành dược, thương hiệu y dược Trúc Thị này không tồi, kinh doanh mấy năm, vang danh trên thị trường, không biết tại sao Trúc Linh Linh lại bỏ qua cơ hội lớn đến vậy. Trúc Linh Linh hừ lạnh một tiếng, chẳng phải vì anh họ của em sao? Anh họ Trúc Văn Đào là con trai của bác cả. Bây giờ nhà em do bác cả nắm quyền, thương hiệu y dược Trúc Thị chỉ có thể do nhà họ sử dụng. Đương nhiên sẽ không cho em dùng rồi. Tần Lâm cười lạnh, bác cả nhà họ Trúc quá hung hăng ngang ngược. Trên đường, Tần Lâm nghe điện thoại. Tiểu sư huynh, là sư huynh đúng không? Tôi là tứ sư đệ Mạnh Văn Cương đây. Tần Lâm nói, Mạnh sư đệ có chuyện gì vậy? Như thế này, tôi nghe lãnh đạo Tôn nói, sư huynh đã về Đông Hải rồi, muốn mời sư huynh một bữa, lúc nào thì sư huynh rảnh nhỉ? Tần Lâm nghĩ một chút, hôm nay không được. Nếu như đổi thành người khác, giám đốc Mạnh Văn Cương mời ăn cơm, đây là cơ hội lớn, đừng nói đến việc từ chối, cho dù có phải cầu xin người khác thì cũng phải đi. Nhưng Tần Lâm vẫn từ chối, tối nay anh phải đến nhà chú Trúc ăn cơm. Khi nào sư huynh rảnh thì nói với tôi một tiếng, cứ gọi là tôi sẽ đến. Còn một chuyện nữa, nhiều năm nay tôi vẫn luôn chuẩn bị mở một công ty. Định lấy tên sư phụ để đặt, định đặt là tập đoàn Hiên Viên, đây là một công ty tổng hợp nhưng ngành chính doanh chính vẫn là ngành y dược, tiền vốn ban đầu là 5 tỷ. Nhưng vì tôi không phải là đệ tử đích truyền của sư phụ, không có tư cách dùng tên của sư phụ, vậy nên hạng mục này vẫn bị trì hoãn, hiện nay tiểu sư huynh đã quay lại, tôi muốn đưa hạng mục này cho sư huynh thấy thế nào? Tần Lâm hơi nhíu mày. Anh được truyền thừa kỹ năng của sư phụ. Đương nhiên phải hành nghề y cứu đời, nhưng anh vốn cũng muốn mở một y quán mang tên Hiên Viên. Để anh quản lý một công ty có quy mô lớn như vậy, có hơi phiền phức. Nghe thấy câu trả lời của Tần Lâm, Mạnh Văn Cương giật mình, vội vã giải thích. Tiểu sư huynh yên tâm, tôi chỉ sang tên chức phụ tổng giám đốc và 51% cổ phần cho sư huynh thôi, phương diện quản lý sẽ do đích thân tôi làm, sẽ không gây phiền phức gì cho sư huynh đâu. Ý của Mạnh Văn Cương rất rõ ràng, tổng giám đốc công ty là Tần Lâm, đưa cho Tần Lâm 51% cổ phần, nhưng không cần anh quản lý, chỉ cần ngồi chơi thu tiền là được. Tần Lâm cũng hiểu đôi chút về Mạnh Văn Cương, ông ấy có khả năng kinh doanh, có nhân phẩm, có lẽ sẽ không làm hỏng thanh danh của sư phụ. Được, tốt lắm, mấy ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, khi nào khai trương sẽ mời sư huynh tới cắt băng khánh thành. Đến lúc đó hãng bàn. Cúp điện thoại, Mạnh Văn Cương toát đầy mồ hôi lạnh, ông ấy thở ra một hơi dài. Mặc dù Tần Lâm chỉ là một cậu thanh niên nhỏ hơn ông ấy hơn 20 tuổi, nhưng khi phải đối mặt với anh, giống như đối mặt với sư phụ của mình, Mạnh Văn Cương căng thẳng muốn chết. Tắt điện thoại xong, Trúc Linh Linh có chút tò mò. Anh Tiểu Lâm, ai gọi điện cho anh vậy? Tần Lâm đáp, một người sư đệ của anh. Ồ, Trúc Linh Linh cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nếu như để cô ấy biết người gọi điện cho Tần Lâm tên là Mạnh Văn Cương, cô ấy nhất định sẽ rất sốc. Hai người nhanh chóng đến nhà họ Trúc, lúc này Trúc Dũng đang ngồi ở nhà đợi, ông ấy thấy rất vui khi được gặp lại Tần Lâm. Ông vỗ vai Tần Lâm, một lúc sau mới nói. Cậu nhóc giỏi lắm, trưởng thành rồi. 10 năm không gặp, người quen xưa quay trở về trong lòng khó tránh khỏi bùi ngùi xúc động. Nhà họ Tần năm đó không ai bì nổi. Bây giờ lại chỉ còn lại mỗi Tần Lâm. Trúc Dũng chuẩn bị tiệc rượu, ba người ngồi một bàn, vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa. Thấy Trúc Dũng dường như chất chứa nhiều nỗi lòng,
Trúc Linh Linh hỏi. Bố, có phải tình hình của ông nội không được tốt cho lắm đúng không? Trúc Dũng lắc đầu, Tiểu Lâm y thuật cao siêu, ông nội con không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa là có thể xuất hiện. Là chuyện làm ăn gặp một chút phiền phức. Chuyện làm ăn làm sao? Trúc Dũng thở dài nói. Bố vừa nhận được tin, Mạnh Thị sắp xây dựng một công ty mới tên là Tập đoàn Hiên Viên, việc này đã chuẩn bị gần 5 năm rồi, lúc đầu tiền vốn đã đạt đến 5 tỷ của một công ty lớn, chủ yếu kinh doanh về ngành y dược. Trúc Linh Linh nhíu mày, có hứng thú, vậy thì đối với chúng ta mà nói đây là một cơ hội, công ty mới nhất định sẽ có rất nhiều hạng mục cần gọi thầu, chúng ta nên giành lấy. Trúc Dũng nhăn nhó mặt mày, đây chính là chuyện bố lo lắng, lúc nãy Trúc Minh gọi điện đến, nói với bố rằng lần này tập đoàn Trúc Thị cũng sẽ tham gia đấu thầu, ông ta bảo bố đừng không biết tự lượng sức mình, đừng đi cạnh tranh với ông ta. Trúc Linh Linh tức đến mức đập bàn, ông ta nói không cạnh tranh là không cạnh tranh nữa sao? Ông ta dựa vào gì mà lo chuyện của chúng ta chứ? Sao bác lại không được quản chuyện của cháu chứ? Trúc Linh Linh đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của Trúc Minh. Trúc Minh bước đi hiên ngang, bộ mặt vô cùng kiêu ngạo. Trúc Linh Linh, bác nói cho cháu biết, tập đoàn Trúc Thị của bác sẽ trúng thầu tất cả hạng mục y dược của tập đoàn Hiên Viên. Cho dù là nhãn hiệu hay quy mô tập đoàn, cháu đều không bì được, vì thế đừng tốn công vô ích, lãng phí tài nguyên của bản thân nữa, hiểu không? Ngoài ra, bác vừa nghe nói một chuyện khiến bác vô cùng phẫn nộ. Lúc nói Trúc Minh chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Các người có biết hôm nay cậu ta đã đi làm loạn nhà họ Đường, dội máu chó lên đầu Đường Thiên Hào. Gây ra họa lớn như vậy, các người còn dám qua lại với cậu ta sao? Nhà họ Đường là nhà ngoại của Tần Lâm. Theo lý nhà nói nhà họ Tần thất thế, nhà họ Đường nhất định sẽ bị liên lụy. Nhưng nhà họ Đường xem xét thời thế, quả quyết dứt khoát, sau khi nhà họ Tần bị sát hại, liền thẳng thừng cắt đứt quan hệ giữa hai nhà, thậm chí còn dậu đổ bìm leo, thủ tiêu sạch sẽ. Họ làm như thế để thể hiện lòng trung thành với tam đại gia tộc. Tần Lâm lại không biết điều đắc tội với nhà họ Đường như thế. Qua lại với anh chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trúc Linh Linh vô cùng ngạc nhiên, anh Tiểu Lâm, anh thực sự đi làm loạn nhà họ Đường sao? Tần Lâm ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng bình thản. Chỉ là một nhà họ Đường còn con mà lại khiến em sợ hãi thế sao? Trúc Minh tối sầm mặt mũi, cười khẩy nói, người trẻ tuổi đúng là vênh váo, còn dám nói nhà họ Đường còn con sao? Nếu không phải dựa vào chút quan hệ của cậu với nhà họ Trúc tôi, cậu tưởng rằng nhà họ Đường sẽ tha cho cậu sao? Một mình nhà họ Đường đã không phải là nhân vật cậu có thể đối phó được, chứ đừng nói đến thế lực đằng sau họ. Trúc Linh Linh, bác nói cho cháu biết, trong giờ phút quan trọng này, các người tốt nhất bớt qua lại với cậu ta đi, sự nghiệp của gia tộc rất quan trọng, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực chuẩn bị đấu thầu. Hai ngày nữa tập đoàn Hiên Viên sẽ tổ chức lễ khánh thành, nhà họ Trúc chúng ta nhận được hai slot, cháu đừng đi nữa. Bác với Văn Đào đi. Mặt Trúc Linh Linh biến sắc, dựa vào gì chứ? Nhà họ Trúc nhận được hai slot, đáng nhẽ là bác một slot, bố cháu một slot, dựa vào gì mà hai bố con bác đều đi chứ? Vốn dĩ quy mô công ty của Trúc Linh Linh nhỏ, nếu như không để cô ấy đi tham gia buổi đấu thầu tại lễ khánh thành, vậy chẳng phải là không có chút cơ hội nào sao? Một tập đoàn lớn như thế được thành lập, nếu có thể lấy được hạng mục đấu thầu, sẽ có thể quyết định sự phát triển trong 5 năm tới của công ty họ. Tên Trúc Minh này đúng là bắt nạt người quá đáng. Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là bố con bác đi rồi, bác đại diện cho nhà họ Trúc, Văn Đào đại diện cho tập đoàn Trúc Thị. Nhà cháu có thể đại diện cho ai chứ? Bác, Trúc Linh Linh giận tím mặt, ông nội Lâm bệnh, bọn họ lại bắt nạt người như thế. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười lạnh lùng. Linh Linh, không cần lo lắng. Hai ngày sau anh đi cùng em. Tần Lâm vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Đi cùng anh. Trúc Minh cười khẩy, cậu tưởng mình là ai chứ? Tập đoàn Hiên Viên là sản nghiệp của Mạnh Thị, người bình thường hoàn toàn không có tư cách đến dự, cậu tưởng mình là ai? Vẫn tưởng mình là đại thiếu gia của nhà họ Tần năm đó sao? Trúc Thị khó khăn lắm mới giành được hai slot, cậu có thể vào sao? Cậu đang đùa đấy à? Trúc Tam cô cũng bước ra nói. Linh Linh, cháu đừng tin lời cậu ta nói, tập đoàn Hiên Viên tổ chức lễ khánh thành, bao nhiêu người nhà giàu đến,
nếu như để người ta nhìn thấy cháu đi cùng cậu ta, họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Cháu bị hiểu lầm thì không sao, nhưng đừng liên lụy đến nhà họ Trúc. Tất cả người nhà họ Trúc đều kỳ quái, như thể Tần Lâm sẽ liên lụy đến bọn họ vậy. Trúc Minh nói, em ba không cần phải lo lắng, bọn họ hoàn toàn không vào hội trường được, cũng sẽ không gặp mặt những người nhà giàu đâu, chỉ giỏi ở đây khoác lác thôi, ha ha. Nói xong, đám người Trúc Minh rời đi, chỉ còn lại Tần Lâm, Trúc Linh Linh và Trúc Dũng. Trúc Linh Linh cuộn nắm đấm, bác cả thật ức hiếp người quá đáng. Sắc mặt Trúc Dũng cũng trở nên vô cùng u ám, Linh Linh, công ty của con và tập đoàn Mạnh Thị có hợp tác làm ăn với nhau không? Hay là chúng ta đi thương lượng riêng với tập đoàn Mạnh Thị? Trúc Linh Linh lắc đầu, tập đoàn Mạnh Thị lớn như thế, sao có thể tiếp chúng ta chứ? Hai người than dài tuyệt vọng, phiền não vì số người được mời. Tần Lâm nói, Linh Linh, chú Trúc, cháu nói rồi, chuyện số người được mời, hai người không cần phải lo lắng, cháu sẽ dẫn hai người đi. Trúc Dũng và Trúc Linh Linh ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ lạ, Tiểu Lâm nhà họ Tần, 10 năm không gặp sao lại học cách nói khoác chứ. Hai ngày sau là một ngày trọng đại của giới thương mại Đông Hải. Tập đoàn Hiên Viên tổ chức lễ khánh thành. Tập đoàn Hiên Viên là một doanh nghiệp với mức vốn ban đầu lên đến 5 tỷ, là tâm huyết của tập đoàn Mạnh Thị mà Mạnh Văn Cương đã dày công chuẩn bị mất 5 năm. Một khi tập đoàn được thành lập sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả thành phố Đông Hải, thậm chí là cả tỉnh Hán Đông. Mọi công ty, doanh nghiệp và gia tộc từ lớn đến nhỏ của Đông Hải đều muốn hưởng chút lợi ích, nếu như có thể lấy được một hạng mục, 5 năm tới sẽ phát tài. Chỉ có điều cạnh tranh lớn như thế, muốn nổi bật thực sự rất khó. Tập đoàn nằm ở trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà thương mại 35 tầng. Vốn dĩ tòa cao ốc này là trụ sở chính ở tập đoàn Mạnh Thị, để xây dựng tập đoàn Hiên Viên, tập đoàn Mạnh Thị đã trực tiếp chuyển đi nơi khác, để chống tòa nhà này. Toàn bộ đường phố xung quanh tòa cao ốc đều được thiết quân luật, có cảnh sát vũ trang và binh sĩ canh gác, có thể thấy rõ quy mô của sự kiện này. Tần Lâm và Trúc Linh Linh lái con xe Audi của cô ấy đến trước cổng tòa nhà cao tầng, sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng phòng bị nghiêm ngặt như thế, Trúc Linh Linh thấy hơi lo sợ. Anh Tiểu Lâm, hay là bỏ đi, thực sự không được thì để em nghĩ cách khác. Nếu như là lễ khánh thành bình thường, có thể Trúc Linh Linh vẫn nghĩ được cách, nhưng lễ khánh thành của tập đoàn Hiên Viên long trọng như vậy, bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, cô ấy lại không có quan hệ gì, muốn vào e rằng khó như lên trời. Còn về điều mà Tần Lâm nói, chỉ cần đi theo anh là được, Trúc Linh Linh hoàn toàn không tin, dù gì cô ấy cũng là thiên kim nhà họ Trúc, đã lăn lộn vài năm ở Đông Hải. Cũng có chút thể diện. Tần Lâm vừa từ nơi khác trở về, lạ nước lạ cái, có thể có quan hệ gì chứ? Lúc đầu những gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Tần, hoặc là suy bại, hoặc là phản bội, bọn họ không thể nào giúp Tần Lâm được. Không cần, cứ vào thẳng bên trong là được. Trúc Linh Linh hơi xấu hổ, đang nghĩ cách giải quyết, nhưng Tần Lâm đã kéo cô ấy vào bên trong. Anh Tiểu Lâm, hay là chúng ta về đi? Tần Lâm cười đáp, yên tâm đi. Lúc nói, hai người đến chỗ kiểm tra an ninh, Trúc Linh Linh vô cùng bất lực, sao cô ấy có thể làm liều theo anh Tiểu Lâm được chứ? Nếu thực sự bị đuổi ra ngoài, vậy thì ngày mai người bị mất mặt chính là nhà họ Trúc của cô. Mời cô xuất trình thẻ căn cước. Lúc Trúc Linh Linh đang nghĩ linh tinh thì đã đến lượt cô ấy rồi, trong lúc bất lực, cô ấy đành phải đưa thẻ căn cước của mình ra. Tít, mời cô vào. Trúc Linh Linh liền sững sờ, mời vào. Không nghe nhầm chứ? Là tôi sao, tôi có thể vào sao? Cảnh sát vũ trang mặt không biểu cảm, đương nhiên là có thể rồi. Trúc Linh Linh và Tần Lâm bước qua chỗ kiểm tra an ninh, vào bên trong hội trường. Cô ấy vẫn chưa định thần lại, anh Tiểu Lâm thực sự dẫn cô ấy vào trong rồi sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng nhà họ Trúc chỉ có 2 slot, dựa vào thẻ căn cước của cô ấy sao cũng có thể vào được chứ? Lúc Trúc Linh Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bố con Trúc Minh đột nhiên bước đến. Trúc Linh Linh, sao cháu lại ở đây? Nhìn thấy bác cả và Trúc Văn Đào, Trúc Linh Linh nhíu mày, cháu vào đây bằng cách nào không liên quan đến các người. Mặt Trúc Minh tái mét lại, các người to gan thật đấy, dám lén trà trộn vào đây sao? Các người có biết đây là đâu không? Nhà họ Trúc tổng cộng chỉ có 2 slot, Trúc Minh và Trúc Văn Đào đã dùng mất rồi.
Trúc Linh Linh chắc chắn không vào được, bây giờ bọn họ xuất hiện tại đây, rõ ràng là lén vào. Người con gái này to gan thật đấy. Một khi cháu bị phát hiện, không chỉ là trách nhiệm của riêng mình cháu mà sẽ liên lụy đến nhà họ Trúc, trách nhiệm này cháu gánh vác nổi không? Trúc Linh Linh cau mày, bọn cháu quẹt thẻ căn cước để vào chứ không phải lén trà trộn vào đây, bác đừng có mà ăn nói linh tinh. Trúc Minh cười khẩy, quẹt thẻ căn cước, dựa vào các người. Trúc Linh Linh cháu là loại người gì, bác còn không rõ sao, dựa vào cháu mà cũng có tư cách vào trong hội trường sao? Cháu xem bác là đứa trẻ lên ba à? Trúc Linh Linh đáp, là anh Tiểu Lâm dẫn cháu vào, các người đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa, nếu không chính các người sẽ bị mất mặt đấy. Trúc Minh phá cười, cậu ta, cháu nói dựa vào cậu ta thì có thể vào. Trúc Linh Linh cháu không phải kẻ ngốc, nói linh tinh cái gì vậy? Đi theo hạng người này cháu đã trở nên hư hỏng rồi, không được, không thể để các người vào, nếu không nhà họ Trúc sẽ bị mất mặt. Trúc Linh Linh vốn là con người ích kỷ, Trúc Linh Linh và Tần Lâm lén vào đây, một khi bị phát hiện, bị Trúc giận không chỉ có mình Trúc Linh Linh mà sẽ là toàn bộ nhà họ Trúc. Để người khác phát hiện ra chi bằng ông ta tranh thủ đi tố giác. Bảo vệ, bảo vệ. Trúc Minh đột nhiên hét lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông ta, hai bảo vệ cũng đến. Có chuyện gì vậy? Trúc Minh chỉ vào Trúc Linh Linh rồi nói, hai bọn họ không có thư mời, lén vào trong này. Mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Lập tức mọi người bắt đầu thích thú hóng chuyện. Nội chiến rồi. Nhà họ Trúc sao lại đi đối đầu, tố cáo người nhà mình chứ? Đúng là thú vị đấy. Hai bảo vệ đến, lấy thẻ căn cước của Tần Lâm và Trúc Linh Linh rồi kiểm tra lại một lần nữa. Không có vấn đề gì, hai vị có tư cách tham gia, hơn nữa còn là ghế VIP. Bảo vệ vừa nói xong, Trúc Minh lập tức ngây người ra. Không thể nào, không thể nào. Sao bọn họ có tư cách vào chứ, hơn nữa còn là VIP. Nhầm rồi, các người chắc chắn nhầm rồi. Trúc Minh la hét lớn tiếng khiến mọi người rất khó chịu. Vốn dĩ Tần Lâm chẳng thèm để ý đến bọn họ, không ngờ anh càng nhân nhược, bọn họ càng được đà lấn tới. Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Văn Cương. Tiểu sư đệ, tôi là Mạnh Văn Cương, có gì căn dặn sao? Hãy hủy tư cách đấu thầu của Trúc Minh, Trúc Văn Đào nhà họ Trúc đi. Tần Lâm vừa nói xong, Trúc Minh liền cười. Tên họ Tần kia, cậu đang làm bộ làm tịch gì với tôi vậy chứ? Giả vờ giả vịt trước mặt người khác đã đành, lại còn dám giả vờ trước mặt tôi sao? Tôi cũng không phải là không biết lai lịch của cậu. Một cuộc điện thoại của cậu là có thể hủy bỏ tư cách của chúng tôi sao? Cậu nằm mơ à? Lúc Trúc Minh đang nói nhăng nói cuội ở đây, máy bộ đàm của bảo vệ vang lên. Đội trưởng, anh nói đi. Tổng giám đốc Mạnh thông báo, hủy bỏ tư cách đấu thầu của Trúc Minh và Trúc Văn Đào, đuổi bọn họ ra ngoài đi. Mặc dù giọng nói không quá to, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Hủy bỏ tư cách, hủy bỏ thật sao? Hơn nữa còn là đích thân Tổng Giám đốc Mạnh thông báo. Chỉ vì một cuộc điện thoại của Tần Lâm mà hủy bỏ tư cách của hai người bọn họ. Biểu cảm đối với Tần Lâm của mọi người có chút thay đổi, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Mặt của bảo vệ vô cảm xúc, đi đến trước mặt hai người họ rồi nói. Hai vị bị hủy bỏ tư cách rồi, mời rời khỏi hội trường. Mặt Trúc Minh biến sắc. Cái gì, các người nhầm rồi, tôi là Trúc Minh của nhà họ Trúc, đây là Trúc Văn Đào con trai tôi, hai chúng tôi có tư cách đấu thầu. Bảo vệ nghiêm mặt, bây giờ hai người không có tư cách nữa rồi, mời ra ngoài ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Trúc Minh mơ hồ, cái gì mà bây giờ không còn tư cách nữa hả? Không thể nào, quản lý của các người đâu, gọi quản lý của các người ra đây, trước đó chúng tôi đã nói rõ ràng rồi. Lúc Trúc Minh đang cào nhau, mấy người bảo vệ đã quật ngã, khiêng hai bọn họ rồi ném ra ngoài, giống hệt như bố con nhà họ Vương trước đó. Trúc Linh Linh quay đầu lại nhìn Tần Lâm với vẻ mặt mông lung khó hiểu. Trong vài phút ngắn ngủi, hai bố con Trúc Minh đã bị hủy bỏ tư cách. Thực sự là vì cú điện thoại đó của Tần Lâm sao? Lúc này, Tần Lâm lại tỏ vẻ như không để ý, anh bình thản nói. Linh Linh, chúng ta mau ngồi vào chỗ thôi. Sắp đến giờ rồi, Trúc Linh Linh cũng không nghĩ nhiều, mau chóng vào trong sảnh chính, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống Trúc Linh Linh mới phát hiện,
đây nào có phải là chỗ ngồi VIP mà là vị trí trung tâm, ngay chính giữa hàng ghế đầu, trước mặt cách 2 mét là bục phát biểu, vị trí này cũng tốt quá rồi đấy nhỉ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sau khi hai người ngồi xuống, mọi người xung quanh đều đang bàn tán, Tần Lâm có thính lực vượt bậc nên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người kia là ai vậy? Sao có thể ngồi ở đây? Đúng vậy, tôi cứ tưởng vị trí này là để cho lãnh đạo Tôn ngồi, sao bọn họ có thể ngồi ở đây được? Tôi biết cô gái này, hình như là đại tiểu thư nhà họ Trúc. Nhà họ Trúc á? Ha ha, từ lúc nào nhà họ Trúc có đủ tư cách ngồi cùng chúng ta vậy? Tần Lâm quay đầu nhìn bọn họ, người đàn ông đang nói là một người thanh niên nước da trắng trẻo, dung mạo khôi ngô, anh ta mang dáng vẻ dịu dàng, nữ tính, lông mày nhếch lên đầy kiêu ngạo. Anh ta là ai? Tần Lâm hỏi. Trúc Linh Linh quay đầu nhìn, sau đó lập tức quay đi. Anh Tiểu Lâm, anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Tề, Tề Hiền. Tần Lâm quay đầu lại, chỉ là trong mắt phát ra tia lạnh lẽo. Buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, Tề Hiền nói. Nhà họ Tề chúng ta muốn giành được hạng mục về y dược lần này của tập đoàn Hiên Viên, người nào dám tham gia đấu thầu thì người đó chính là kẻ địch của nhà họ Tề. Lời của Tề Hiền vô cùng kiêu ngạo, nhưng mọi người xung quanh không ai dám phản bác, họ đều im lặng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không ai dám động vào nhà họ Tề. Tập đoàn Hiên Viên mặc dù là một công ty mang tính chất tổng hợp, nhưng hạng mục y dược vẫn là hạng mục kinh doanh chính. Nhà họ Tề lại dám mở miệng bảo muốn ôm trọn cả hạng mục y dược, thực sự quá kiêu ngạo rồi. Trúc Linh Linh cũng nhíu mày, sắc mặt không tốt. Tần Lâm nói, Linh Linh, em cũng muốn hạng mục y dược của tập đoàn Hiên Viên sao? Trúc Linh Linh gật đầu, chuyện đó là điều đương nhiên. Được, vậy anh sẽ bảo bọn họ đưa cho em. Nghe xong, Trúc Linh Linh ngẩn người. Anh sẽ bảo bọn họ đưa cho cô ấy. Trúc Linh Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Anh Tiểu Lâm bây giờ rất thích nói đùa. Gia tộc Mạnh Thị là gia tộc thế nào? Đây là gia tộc áp đảo cả Đông Hải, là gia tộc giàu nhất tỉnh, một trong 10 gia tộc mạnh nhất toàn quốc. Cho dù là tam đại gia tộc thì cũng cần phải nể mặt Mạnh Thị, cái loại gia tộc hạng hai như bọn họ, vốn chẳng thể nào so sánh với Mạnh Thị, chứ đừng nói đến người không quyền không thế như Tần Lâm. Nhà họ Tề ngang ngược như thế, Trúc Linh Linh cũng chẳng thể làm gì được. Chẳng mấy chốc, lễ khai trương bắt đầu, Mạnh Văn Cương lên bục phát biểu bài diễn văn. Dù sao cũng là Mạnh Thị, buổi lễ khai trương ngày hôm nay của tập đoàn Hiên Viên, tất cả nhân vật tai to mặt lớn của Đông Hải hầu như đều đến. Sau khi Mạnh Văn Cương phát biểu xong, lãnh đạo Tôn cũng lên bục phát biểu. Sau đó, đến khâu đấu thầu. Trúc Linh Linh cầm hồ sơ thầu, mãi mà không dám viết giá. Cô ấy không có tự tin, không có dũng khí. Đối mặt với nhà họ Tề mạnh mẽ đến vậy, đừng nói đến Trúc Linh Linh, cho dù là cả nhà họ Trúc cũng không có phần thắng. Nếu đắc tội nhà họ Tề, sau này không thể nào sống ở đất Đông Hải được. Hơn nữa, cho dù Trúc Linh Linh có viết giá, e rằng cũng không có cơ hội trúng thầu. Tập đoàn Hiên Viên lớn như vậy, sao có thể nhìn chúng công ty y dược bé xíu của Trúc Linh Linh? Thôi vậy, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội vào đây. Coi như là mở rộng tầm mắt vậy. Nhìn thấy Trúc Linh Linh thở dài, Tần Lâm lắc đầu, cầm hồ sơ thầu lên rồi viết giá. Ấy, anh Tiểu Lâm làm gì vậy? Anh! Trúc Linh Linh bất đắc dĩ lắc đầu, anh Tiểu Lâm muốn làm gì thì kệ vậy, dù sao cho dù có viết thế nào thì cũng không trúng thầu được, coi như để anh thử một lần vậy. Mấy phút sau, mọi người đều giao hồ sơ thầu ra. Mạnh Văn Cương đứng trên bục, tuyên bố kết quả. Tề Hiền tự tin mỉm cười, ở Đông Hải, đâu ai dám tranh giành với nhà họ Tề. Tập đoàn Hiên Viên chính là một chiếc bánh thơm ngon, nhà họ Tề nhất định phải chiếm được miếng lớn nhất, phần còn lại để người khác chia vậy. Mạnh Văn Cương đứng ở trên bục, đọc to. Tất cả hạng mục y dược của tập đoàn Hiên Viên, công ty trúng thầu là. Công ty y dược Văn Hòa. Bộp. Lời vừa dứt, cả hội trường đều rơi vào im lặng, ai ai cũng sững sờ. Công ty y dược Văn Hòa. Là công ty của gia tộc nào vậy? Sao mình chưa hề nghe qua? Là của nhà họ Tề, nhà họ Thư, hay nhà họ Hoa vậy? Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu gì, ai ai cũng chưa từng nghe đến tên công ty này. Trúc Linh Linh cũng trố mắt ra, cô
cô ấy trúng thầu rồi. Hơn nữa, còn trúng tất cả hạng mục y dược. Cần phải biết, tập đoàn Hiên Viên chủ yếu kinh doanh y dược, mặc dù là một doanh nghiệp tổng hợp, nhưng đa phần vốn đầu tư đều đổ vào y dược. Cũng có thể nói, hơn một nửa trong 5 tỷ này đều đổ vào công ty y dược Văn Hòa. Trúc Linh Linh ngây người, tập đoàn Mạnh Thị sao có thể chọn cô ấy được? Anh Tiểu Lâm, trên hồ sơ thầu anh viết bao nhiêu tiền vậy? Tần Lâm nói, 4,9 tỷ. Trúc Linh Linh suýt nữa nôn ra máu, anh Tiểu Lâm điên rồi. Tập đoàn Hiên Viên rót tổng cộng 5 tỷ tiền vốn, vậy mà anh báo giá 4,9 tỷ, thế chẳng phải là rót toàn bộ vốn đầu tư vào công ty mình sao? Ai sẽ đồng ý chứ? Giá gọi thầu của người khác đều là cố gắng càng thấp càng tốt, thậm chí có những lúc còn thấp bằng chi phí sản xuất. Tần Lâm hay thật, dám hét giá cao đến vậy. Tần Lâm nói, chẳng phải anh còn để lại cho anh ấy 100 triệu sao, hơn nữa, em cũng trúng thầu rồi mà. Trúc Linh Linh há miệng, thực sự không biết nói gì, Tần Lâm nói đúng, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cô ấy thực sự đã trúng thầu rồi. Hạng mục trị giá 4,9 tỷ sao, hơi to rồi. Món tiền này như thể từ trên trời rơi xuống, cứ như đang nằm mơ vậy. Sau khi tuyên bố xong các hạng mục khác, hai người đứng dậy, Trúc Linh Linh vẫn chưa hoàn hồn, linh hồn không biết bay đi đâu rồi. Đáng nhẽ hôm nay cô ấy còn không có tư cách để vào trong hội trường, nhưng bây giờ cô lại có được hạng mục trị giá 4,9 tỷ của tập đoàn Hiên Viên, sự thay đổi trước sau này thực sự lớn quá. Khi hai người chuẩn bị rời đi, người thanh niên mang vẻ nữ tính kia đứng trước mặt bọn họ. Là Tề Hiền. Vẻ mặt của Tề Hiền hơi âm u, nhìn Trúc Linh Linh trước mặt, đáy mắt anh ta phát ra từng tia lạnh lẽo. Tiểu thư nhà họ Trúc đúng không? Cô đúng là không biết cân nhắc nhỉ, dám cướp hạng mục của nhà họ Tề chúng tôi, cô nghĩ cô có thể bình an rời khỏi đây sao? Sắc mặt của Trúc Linh Linh khá khó coi, sao cô ấy có thể quên mất tên này nhỉ? Tề thiếu gia, nhà họ Mạnh chọn ai là quyết định của bọn họ, không liên quan đến tôi. Tề Hiền lạnh lùng nói, không liên quan đến cô. Nếu cô thực sự biết điều, đáng nhẽ không nên nộp hồ sơ thầu lên, bây giờ có thể thấy, nhà họ Tề chúng tôi đã quá nhẹ tay với bọn cô rồi. Trúc Linh Linh bắt đầu sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt. Tần Lâm tiến lên một trước, đứng trước mặt Trúc Linh Linh, nhìn Tề Hiền, mặt hơi mỉm cười. Nhà họ Tề rất lợi hại sao? Ánh mắt của Tề Hiền lúc này quét qua người Tần Lâm, người đàn ông này trông rất lạ mặt. Anh là ai? Tần Lâm nói, tôi họ Tần, Tần trong nhà họ Tần. Tề Hiền cau mày, nhà họ Tần, tôi chưa bao giờ nghe qua. Tần Lâm nói, 10 năm trước, nhà họ Tề các anh cũng chỉ được coi như một con chó của nhà họ Tần chúng tôi, sao nào, ngay cả tên chủ nhân cũ của mình mà cũng chưa nghe qua sao? Láo toét, Tề Hiền phẫn nộ, có người dám đứng trước mặt anh ta để chửi nhà họ Tề, đúng là tìm chết. Có điều, vài giây sau, Tề Hiền đã bình tĩnh lại. Nhà họ Tần mà mày nói là nhà họ Tần 10 năm trước sao? Tề Hiền cười lạnh, tao cứ tưởng là ai, hóa ra là tàn dư của nhà họ Tần, không ngờ 10 năm trôi qua rồi mà mày vẫn còn sống, sao nào, lần này về Đông Hải để làm gì? Tần Lâm nói. Về Đông Hải đương nhiên là để cúng bái cha mẹ, sau đó báo thù rửa hận rồi. Nghe xong câu này, Tề Hiền cười lớn, ha ha ha. Báo thù rửa hận, mày có đủ năng lực để làm điều đó sao? Nghe nói, mày còn dám gây náo loạn nhà họ Đường. Nếu đã không biết điều đến vậy thì đừng trách bọn tao độc ác. Hắc Long, ra tay đi, đánh gãy hai chân anh ta cho tôi. Nhà họ Tề đương nhiên sẽ không nương tay với con cháu của nhà họ Tần, chỉ có điều hiện nay Tần Lâm không quyền không thế, không đáng để bọn họ để ý đến. Không cần giết anh, chỉ cần đánh què là được, khiến cho nửa đời sau anh phải sống cuộc đời đi ăn xin, như thế chẳng phải thú vị hơn sao? Lời Tề Hiền vừa dứt, một người da đen từ đằng sau lao lên. Tướng mạo của người da đen này thô kệch, cao lớn, toàn thân cơ bắp, trông vô cùng đáng sợ. Đây là vệ sĩ bên người của Tề Hiền, từng là võ sĩ chuyên nghiệp, kỹ năng vô cùng điêu luyện. Nhìn thấy Tần Lâm gầy yếu như vậy, Hắc Long cười nhạo, mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp xông lên nắm lấy cổ anh. Anh Tiểu Lâm, Trúc Linh Linh hét lớn. Đối mặt với Hắc Long mạnh mẽ đến vậy, chỉ thấy Tần Lâm không hề né tránh, hai tay khẽ cử động, một cây kim bạc nằm trong bàn tay,
sau đó, kim bạc phóng ra. Trực tiếp đâm vào ấn đường của Hắc Long. Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, rõ ràng là Hắc Long ra tay trước, nhưng cây kim bạc lại đâm lên trán Hắc Long trước. Kim bạc đâm vào, Hắc Long đột nhiên bất động, cứ như bị trúng định thân thuật vậy, không thể nhúc nhích. Tề Hiền hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi thay đổi. Hắc Long, anh đang làm gì vậy, mau ra tay đi. Nhưng dù Tề Hiền có gọi thế nào, Hắc Long vẫn không hề nhúc nhích, cứ như một pho tượng. Tề Hiền chắp tay sau lưng, sắc mặt hơi khó coi. Mày đang làm gì vậy? Tao ra lệnh cho mày, lập tức khôi phục lại cho Hắc Long. Tần Lâm vòng qua người Hắc Long, bước chậm rãi đến bên Tề Hiền. Ra lệnh cho tôi, anh là cái thá gì chứ? Nhìn thấy Tần Lâm đang lại gần, Tề Hiền lúc này mới phát hoảng. Làm gì vậy? Mày muốn làm cái gì? Tao là nhị thiếu gia nhà họ Tề. Mày dám động vào tao thì nhà họ Tề nhất định sẽ báo thù. Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên. Báo thù, được, tôi sẽ trở vậy. Nói xong, Tần Lâm bóp cổ Tề Hiền, trong nháy mắt đè anh ta xuống đất. Tề Hiền chẳng qua chỉ là một tên công tử bột, ngay cả cao thủ như Hắc Long còn không chịu nổi một chiêu của Tần Lâm, Tề Hiền chắc chắn không thể đánh lại được. Tề Hiền bị anh đè trên mặt đất, Tần Lâm rút ra hai cây kim bạc, cổ tay lật lại. Cắm hai cây kim lên hai đầu gối của Tề Hiền. A, à, rõ ràng chỉ là một cây kim mảnh nhưng khi cắm xuống đấu gối lại như bị máy khoan điện khoan vào xương vậy, Tề Lâm đau đến tê tâm liệt phổi, loại đau đớn này gần như khiến anh ta ngất đi. Cây kim của Tần Lâm có thể giết người, cũng có thể cứu người. Một cây vừa cắm xuống đã khiến chân của Tề Hiền bị tàn phế, cho dù có là thần đại la tái thế thì cũng không thể chữa khỏi được. Chỉ là hai cây kim mảnh như lông bò đã có thể khiến cho Tề Hiền nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Người này dám đánh cả nhị thiếu gia nhà họ Tề. Điên rồi, đúng là bị điên rồi. Ở Đông Hải, nhà họ Tề là biểu tượng của quyền lực, dám động vào người nhà họ Tề thì chuẩn bị sẵn sẽ bị bọn họ báo thù đi. Tên nhóc này rốt cuộc là ai? Mày dám động vào tao, mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi. Bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, có gan thì để tao gọi điện thoại. Tần Lâm cười lạnh, được, gọi đi. Chẳng mấy chốc, Tề Hiền đã kết nối được với điện thoại của bố anh ta. Bố, con bị người ta đánh tàn phế rồi, bố cứu con. Bố Tề ở đầu bên kia lập tức nổi giận, ai? Ở Đông Hải, ai dám động vào người nhà họ Tề? Mau đưa điện thoại cho tên đó. Tần Lâm sau khi tiếp điện thoại, giọng điệu vẫn bình thản. Ba ngày sau là ngày giỗ của nhà họ Tần, tôi muốn tam đại gia tộc các người mặc đồ tang dập đầu, thắp hương trước bố mẹ và ông nội của tôi, nếu không đến, các người tự chịu hậu quả. Nghe xong câu này, bố Tề vô cùng phẫn nộ. Thằng nhãi nhà họ Tần, mày còn dám quay lại, tao nói cho mày biết, nếu mày dám động vào một sợi tóc của con trai tao, tao sẽ để mày sống không bằng chết. Tần Lâm nghe xong, cười lạnh, thật không? Vậy ông nghe rõ đây. Nói xong, Tần Lâm giẫm lên bắp chân của Tề Hiền. Sắc sắc. A a, Tề Hiền hét lớn, đau đến xé ruột, đau đến không muốn sống nữa. Giọng bố Tề hơi khàn khàn, ông ta hét lên. Mày dám? Tần Lâm cười lạnh, đừng quên lời tôi nói, mặc đồ tang, dập đầu thắp hương. Nói xong, Tần Lâm liền cúp mày, quay đầu lại nói với Trúc Linh Linh. Đi thôi. Dưới sự chú ý của mọi người, hai người rời khỏi hội trường. Tề thiếu gia, cậu có làm sao không? Tần Lâm vừa rời đi, mới có một lũ chân chó tiến lên nịnh bợ, đỡ Tề Hiền dậy. Đừng có chạm vào tôi. Mau gọi người tới, tôi muốn hắn ta chết, tôi muốn hắn ta phải chết. Tề Hiền như bị điên, từ nhỏ đến lớn. Anh ta chưa từng phải chịu sỉ nhục đến vậy, chỉ là một thằng nhãi tàn dư của nhà họ Tần mà dám làm anh ta bị thương, đúng là tìm chết. Chẳng mấy chốc, tin tức đã truyền khắp các đại gia tộc. Đại thiếu gia nhà họ Tần năm đó quay trở lại rồi. Chuyện của nhà họ Tần, rất ít người dám nhắc lại, dù sao đây cũng là âm mưu của tam đại gia tộc năm đó, bàn tán chuyện này sẽ khiến tam đại gia tộc không vui, vậy nên chuyện này đã sớm rơi vào quên lãng rồi. Nhưng gần đây, chuyện cũ lại được nhắc lại,
dường như có nhiều gia tộc bắt đầu bàn tán chuyện này. Nhà họ Tần vẫn còn con cháu còn sống. Cá lọt lưới. Tại phòng của Tề Hiền ở nhà họ Tề. Cả nhà họ Tề đang tập trung ở đây, đợi bác sĩ nói ra kết quả chẩn đoán. Mười mấy chuyên gia đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đều lắc đầu, bó tay hết cách. Tổng giám đốc Tề, không ổn rồi, kinh mạch của hai chân của Tề thiếu gia đã bị đứt, không còn cách nào để chữa trị. Lần này Tần Lâm ra tay vô cùng tàn nhẫn, trừ phi là sư phụ Diệp Hiên Viên ra tay, nếu không không ai có thể chữa khỏi. Tề Hiền nằm trên giường, đau đến mức chỉ còn thoi thóp, nghe xong lời này, càng tức giận, phẫn nộ đến ngất đi. Tề Hiền bị làm cho tàn phế, nhà họ Tề đều vô cùng tức giận. Tàn dư của nhà họ Tần dám quay lại, đúng là tìm chết. Không chỉ như vậy, cậu ta dám nói ra mấy lời điên cuồng, bắt chúng ta đến nhà họ Tề cúng bái. Cậu ta điên rồi, cậu ta nghĩ mình là ai? Nhà họ Tần năm đó chết được chôn ở đâu? Còn bắt chúng ta đến đấy cúng bái. Mau đào mộ bọn họ lên cho tôi. Lão gia nhà họ Tề, Tề Kiến Long ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm. Năm đó thả thằng nhãi con nhà họ Tần đi, đúng là sai lầm lớn nhất, không ngờ rằng, 10 năm sau anh dám quay lại, còn làm đứa cháu thân yêu của ông ta tàn phế. Đúng là tìm chết. Ông nội ơi, cháu nhìn thấy thằng nghiệt chướng nhà họ Tần đi cùng người của người nhà họ Trúc. Hừ, cây gậy trong tay Tề Kiến Long gõ mạnh xuống mặt đất. Lão gia tức giận rồi. Mau thông báo cho các gia tộc khác cô lập nhà họ Trúc, đồng thời phong tỏa tin tức, đừng để lộ ra chuyện năm đó chúng ta hại chết nhà họ Tần, âm thầm điều tra xem tên nhãi họ Tần kia đang ở đâu, sau đó phái người bắt cậu ta lại, dù là chết hay sống. Vâng. Gia chủ nhà họ Tề ho một tiếng, toàn thành phố Đông Hải đều run sợ. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, khiến toàn thành phố bị xáo động. Đúng rồi. Mẹ của Trúc Linh Linh chẳng phải mở một xí nghiệp ở nội thành phía Bắc sao, đúng lúc chúng ta còn đang hợp tác với họ, mau bắt mẹ cô ta lại. Thù này tôi sẽ trả lại cho bọn họ gấp 10 lần. Về tới nhà họ Trúc, Trúc Linh Linh vốn vô cùng vui vẻ, dù gì thì bọn họ cũng đã trúng thầu, lấy được tất cả hạng mục y dược của tập đoàn Hiên Viên, sau này chắc chắn công ty sẽ phát triển ngày càng tốt. Nhưng vừa vào trong nhà... Tất cả mọi người của nhà họ Trúc đều đã ở trong nhà đợi bọn họ, vẻ mặt không vui vẻ cho lắm. Ngoài Trúc Tam Đao lão gia nhà họ Trúc vẫn còn ở bệnh viện ra thì mọi người đều có mặt đông đủ giống như sắp họp đến nơi vậy. Trúc Linh Linh vừa vào, lập tức tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn. Trúc Linh Linh, cháu hay lắm, cháu xem chuyện tốt cháu làm kìa. Trúc Minh trợn trừng hai con mắt, mặt đỏ tía tai, trông rất tức giận. Trúc Linh Linh chau mày, cháu đã làm gì? Cháu đã làm gì? Người ta nhìn thấy cháu đi cùng Tần Lâm ở hội trường, bây giờ thì hay rồi, tam đại gia tộc hạ lệnh, tất cả các gia tộc ở Đông Hải sẽ cô lập nhà họ Trúc chúng ta. Bây giờ tất cả các đối tác hợp tác của tập đoàn Trúc Thị đều đã ngừng hẳn việc hợp tác với chúng ta, cháu có biết chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Trúc Linh Linh à, cháu thật sự khiến người ta quá thất vọng, bác đã cảnh cáo cháu rất nhiều lần. Phải rời xa cậu ta, cháu cứ khăng khăng không nghe, giờ thì hay rồi, liên lụy đến cả nhà họ Trúc rồi đó. Cháu nói bây giờ phải làm sao đây? Trúc Linh Linh chau mày, không ngờ rằng tam đại gia tộc dám giận cá chém thớt đến cả nhà họ Trúc bọn họ. Nhìn thấy Tần Lâm, Trúc Tam cô càng tức giận hơn. Tên họ Tần kia cũng to gan đấy, đến thiếu gia nhà họ Tề cũng dám đánh, cậu ta sắp chết đến nơi rồi, Trúc Linh Linh. Nếu cháu còn là người của nhà họ Trúc thì sớm tránh xa cậu ta ra, nếu không lúc cháu chết cũng không có ai đến hốt xác cháu đâu. Mọi người đều cùng nhau giáo huấn Trúc Linh Linh, Trúc Súng không nghe nổi nữa liền đứng dậy chau mày lại. Các người làm gì đấy? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nói thì có tác dụng gì? Trúc Minh hừ lạnh, cha con các người gây ra tổn thất lớn như vậy cho nhà họ Trúc mà còn không cho nói sao? Trúc Dũng nói, tam đại gia tộc cứ khăng khăng làm vậy chúng ta cũng hết cách, bây giờ chỉ còn cách nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế thôi. Trúc Minh nói, xoay chuyển tình thế. Chú nói thì dễ lắm, bây giờ cả Đông Hải này đều không dám hợp tác với chúng ta, xoay chuyển tình thế bằng cách nào. Đột nhiên cả nhà họ Trúc chìm trong im lặng. Vốn nhà họ Trúc đang phát triển, vậy mà Tần Lâm vừa trở về bọn họ đã bị nhắm vào như vậy, tên Tần Lâm này đúng là sao chổi. Trúc Linh Linh trầm lặng như nước,
cô ấy cũng không ngờ chuyện này lại trở thành như vậy. Bác cả, vậy bây giờ bác muốn làm gì? Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, bác nghe nói cháu đã trúng thầu rồi. Dự án 4,9 tỷ. Cũng bởi tập đoàn Trúc thì chúng ta không tham gia cạnh tranh, người ta nể mặt nhà họ Trúc nên cháu mới có thể trúng thầu đó. Bây giờ có thể hợp tác với chúng ta, cũng chỉ có Mạnh Thị của tập đoàn Hiên Viên thôi, cháu giao dự án này cho nhà họ Trúc, chuyện này coi như cháu lấy công chuộc tội. Vẻ mặt Trúc Linh Linh trầm xuống, người bác cả này tốn nước bọt nãy giờ, nói đi nói lại cũng chỉ vì dự án của tập đoàn Hiên Viên. Người bác cả này đúng là mặt dày, lời đó mà cũng dám nói ra. Trúc Linh Linh trúng thầu liên quan gì tới tập đoàn Trúc Thị? Còn nể mặt nhà họ Trúc nữa chứ? Bố con bọn họ bị người ta đuổi ra, chẳng lẽ còn không tự biết sao? Dự án của tập đoàn Hiên Viên lần này là triển vọng của công ty Trúc Linh Linh, tất nhiên sẽ không dâng cho kẻ khác. Bác cả, bác đừng nghĩ tới chuyện này nữa, dự án của tập đoàn Hiên Viên cháu sẽ không chuyển giao cho bất kỳ ai đâu. Vẻ mặt Trúc Minh trầm xuống, được lắm, bố con các người đúng là rất giỏi. Nếu đã như vậy, mọi người cũng chẳng phải nể mặt nhau làm gì. Bây giờ tôi đại diện cho nhà họ Trúc tuyên bố, từ ngày hôm nay, nhà Trúc Dũng và Trúc Linh Linh sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Cái gì? Trúc Dũng biến sắc, ông có tư cách gì mà trục xuất chúng tôi ra khỏi gia môn? Trúc Minh nói, hừ, tôi có tư cách gì? Tôi là con trưởng của nhà họ Trúc, anh trưởng như bố. Bố đang bị bệnh liệt giường, tôi chính là người nắm giữ quyền hành của nhà họ Trúc, tôi có quyền quyết định bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc đi hay ở của các người. Nếu không giao dự án tập đoàn Hiên Viên ra đây thì bố con các người mau cút ra khỏi nhà họ Trúc đi. Ông, không ngờ rằng con người Trúc Minh lại quá đáng đến như vậy, dùng cách này để uy hiếp bọn họ giao dự án ra. Sắc mặt Trúc Linh Linh xám lại, ông nội không có ở đây, Trúc Minh ông ta lại dám làm điều sằng bậy, đúng là rất quá đáng. Tần Lâm cười lạnh, Linh Linh. Nhà họ Trúc như thế này ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu như vậy thì chúng ta đi thôi. Ba người rời khỏi nhà họ Trúc, trước khi rời đi, Tần Lâm còn quay lại nói với người nhà họ Trúc. Đuổi cô ấy đi thì dễ, muốn mời cô ấy quay lại tôi muốn các người phải quỳ xuống cầu xin. Trúc Minh cười lạnh một tiếng, nằm mơ đi. Ra khỏi cửa các người đừng hòng mơ tưởng tới việc quay về nhà họ Trúc. Tần Lâm nở một nụ cười thú vị rồi cùng bố con nhà họ Trúc rời khỏi nơi đây. Linh Linh, yên tâm, mấy hôm nữa, bọn họ sẽ phải đến cầu xin em trở về thôi. Trúc Linh Linh cười khổ, bị gia tộc đuổi khỏi gia môn, làm gì có chuyện quay trở về dễ dàng như thế. Bởi vì có quan hệ với Tần Lâm, nhà họ Trúc mới bị cô lập, cho dù ông nội có trở về cũng không dám chắc có thể bảo vệ được bọn họ. Anh Tiểu Lâm cũng chỉ nói vậy để an ủi cô ấy mà thôi. Bây giờ cả Đông Hải đang nhắm vào nhà họ Trúc, có thể nói đã không chỗ đứng rồi, mà Trúc Minh còn đuổi bọn họ khỏi gia môn cũng bởi vì muốn phân rõ quan hệ, tránh việc liên lụy tới nhà họ Trúc. Trúc Linh Linh vô cùng đau lòng, cô ấy một lòng một dạ vì nhà họ Trúc, việc làm ăn cũng lấy tập đoàn Trúc Thị làm đầu, công ty nhỏ của cô ấy chỉ đứng thứ hai. Mặc dù vậy nhưng cuối cùng lại đổi lấy số kiếp bị đuổi ra khỏi gia tộc. Trúc Linh Linh vẻ mặt buồn rầu. Trúc Súng vỗ vai Tần Lâm, nói với ý nghĩa sâu xa. Tiểu Lâm, cháu yên tâm đi, có chú Trúc ở đây, sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu, có gì khó chứ, chú buôn bán nhỏ lẻ cũng có thể nuôi cháu và Linh Linh mà. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều là vì Tần Lâm, nhưng Trúc Súng không có chút dáng vẻ muốn oán trách Tần Lâm. Ngược lại còn đối xử với Tần Lâm như con của mình vậy. Trong lòng Tần Lâm rất cảm động. Chú Trúc, chú cứ yên tâm, chuyện này cứ để cháu giải quyết. Trúc Súng và Trúc Linh Linh cũng miễn cưỡng vừa vui vài cái, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tần Lâm mặc dù có lòng nhưng đáng tiếc là không có năng lực đó. Trở về nhà họ Tần, nhìn thấy ba sợi dây xích chó ở sân, Tần Lâm mới nhớ ra. Ba ngày đã qua. Nhà họ Đường vẫn chưa qua xin lỗi gì Phùng. Xem ra màn đổ máu chó kia chưa ăn thua, cảnh cáo thôi là vẫn chưa đủ rồi. Tần Lâm hỏi, dì Phùng, người nhà họ Đường vẫn chưa qua sao? Dì Phùng gật đầu, thiếu gia, chấm hay là bỏ qua đi. Tần Lâm bắt tất cả người nhà họ Đường quỳ xuống xin lỗi dì Phùng, yêu cầu này vốn sẽ không có ai thật sự làm cả, dì Phùng cũng không quan tâm mấy chuyện này,
thiếu gia có thể bình an trở về đã là sự ban ơn lớn của ông trời rồi. Nhưng đối với Tần Lâm, nhà họ Đường nhất định phải quỳ xuống. Lấy oán báo ơn, chọc gậy bánh xe, hành hạ dì Phùng như chó, không bắt nhà họ Đường trả giá thì bản lĩnh của Tần Lâm coi như lãng phí rồi. Dì Phùng, cùng cháu đến nhà họ Đường một chuyến. Dì Phùng thở dài một hơi, chỉ có thể nghe theo lời thiếu gia. Lúc này nhà họ Đường đang đóng chặt cổng. Trải qua sự việc bị dội máu chó lên đầu, dường như người nhà họ Đường chỉ ở du rú trong nhà không đi ra ngoài, cũng rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí còn tạm gác lại một vài dự án hợp tác với nhiều công ty, đợi qua một thời gian rồi tiếp tục thực hiện. Cổng sắt to lớn của nhà họ Đường đóng chặt lại, hai tên bảo vệ lực lưỡng vạm vỡ đứng trước cổng, canh phòng rất nghiêm ngặt. Từ xa có một nam một nữ tiến lại gần, hai tên bảo vệ nhìn thế liền tiến lên phía trước. Đứng lại, gần đây nhà họ Đường không tiếp khách, mời về. Tần Lâm cười nói, Đường Thiên Hào chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Không tiếp khách là có thể đuổi tôi sao? Bảo vệ vừa định nói, bỗng nhiên giọng nói của Đường Thiên Hào vang bên tai. Để bọn họ vào đi. Hai tên bảo vệ hơi sững sờ, lập tức nhường đường, đồng thời mở cổng. Nhìn thấy cánh cổng sắt mở ra cùng với khoảng sân yên tĩnh bên trong, dì Phùng thấy hơi lo lắng. Thiếu gia, sẽ không bị lừa chứ? Tần Lâm khẽ cười, trong lòng nghĩ không có sự lừa dối mới lạ. Dù sao thì nhà họ Đường cũng là gia tộc có tiếng, đương nhiên sẽ không sợ hãi bởi những lời Tần Lâm nói, vì thế lần này chắc chắc bọn họ đã có sự chuẩn bị. Chỉ đáng tiếc là trong mắt Tần Lâm mọi sự chuẩn bị đều vô ích. Bên trong phòng nhà họ Đường, có một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Đường Thiên Hào, cao 1m9, người vạm vỡ cường tráng. Nhìn từ xa giống như một quả núi nhỏ. Trương đại sư, chỉ là một thằng nhãi danh mà phải làm nhờ đến ông, thực sự làm phiền ông rồi. Trương Huy gật đầu, ánh mắt lim dim, ra vẻ cao nhân. Không sao cả, tổng giám đốc Đường đã trả thù lao cao, cho dù là cao nhân ẩn sĩ thì tôi cũng sẽ giúp anh xử lý sạch sẽ. Mặt Đường Thiên Hào lộ ra vẻ tự tin, Trương Huy này là cao thủ võ lâm, nghe nói đã luyện võ vài năm trong núi sâu. Một cú đấm có thể đánh chết một con trâu, 7-8 người thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Lần trước lúc Tần Lâm đến, dễ dàng hạ gục vệ sĩ lợi hại nhất của ông ta, thực sự đã khiến Đường Thiên Hào phải kiêng dè. Sau đó lúc đưa vệ sĩ đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán, tay phải của anh ta đã bị phế. Chỉ là một cây kim bạc lại có thể phế cánh tay của tên vệ sĩ, thực sự có chút bất thường. Đường Thiên Hào ngồi trên xe lăn. Thi thoảng xương bánh chè lại lên cơn đau nhói. Mặc dù Trương Huy rất lợi hại nhưng ông ta vẫn hơi lo lắng. Trương đại sư, thủ đoạn tên họ Tần đó thực sự rất nham hiểm, lần trước vệ sĩ của tôi bị cậu ta quật ngã bằng một cây kim châm, ông nhất định phải cẩn thận. Trương Huy nhếch mép lộ ra dáng vẻ khinh bỉ, rút ra một con dao gọt hoa quả ở bên người, chọc mạnh vào nắm đấm của mình. Trương đại sư, mọi người đều bị dọa làm cho khiếp sợ. Tuy nhiên ngay sau đó tất cả mọi người đều sốc không nói lên lời. Con dao gọt hoa quả sắc bén chọc vào nắm đấm của Trương Huy nhưng không để lại bất cứ thương tích nào, mà còn bị uốn cong thành hình chữ L. Đòn này lập tức đã chấn động tất cả mọi người. Bọn họ đều là dân thường, làm sao có thể gặp được cao thủ thực sự chứ? Đây chính là Kim Trung Cháo, một trong 72 tuyệt kỹ võ thiếu lâm trong truyền thuyết sao? Ngay cả dao cũng không thể làm ông ta bị thương, chứ đừng nói gì đến ám khí như kim bạc. Quả nhiên đắt sắt ra miếng, mặc dù giá của vị đại sư Trương Huy này rất cao nhưng mời đến thực sự rất yên tâm. Hừ, tên Tần Lâm thật không biết điều, nếu đã sống sót thì nên tìm một nơi không ai biết rồi an phận mà sống, đằng này lại còn dám quay về, đúng là liều lĩnh. Cũng tốt. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này cho người đời thấy rằng chúng ta đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Tần, để tránh có người hiểu lầm chúng ta là gia tộc thông gia với nhà họ Tần. Cứ đánh tàn phế thằng họ Tần đấy đi, nếu như đánh chết rồi, nói không chừng lại có người cảm thấy nhà họ Đường chúng ta không có tình nghĩa. Người nhà họ Đường bắt đầu thảo luận cách xử lý Tần Lâm. Đường Thiên Hào cười khẩy, theo tôi thấy thì cứ đánh gãy tay chân của cậu ta, sau đó giao cho tam đại gia tộc. Bọn họ muốn xử lý thế nào thì tùy, không liên quan đến nhà họ Đường tôi. Chiêu này của anh cả thật cao minh, tên đó rơi vào tay tam đại gia tộc chắc chắn sẽ chết,
có điều không chết trong tay chúng ta, sau này cũng sẽ không bị mang tiếng. Mặt Đường Thiên Hào lộ ra nụ cười đắc ý, mặc dù lần này tốn không ít tiền để mời Trương Đại Sư ra tay, nhưng có thể giải quyết được tên Tần Lâm này hơn nữa còn thể hiện được lòng thành với Tam Đại gia tộc, đây cũng là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Lúc nói, Tần Lâm và dì Phùng từ cửa bước vào. Nhìn thấy cả nhà Đường Thiên Hào đứng ở trước cửa, ai ai cũng lộ vẻ đắc ý, khoái chí, Tần Lâm cười mỉa mai. Đường Thiên Hào, xem ra ông coi lời tôi nói như gió thổi bên tai. Đường Thiên Hào hừ một tiếng lạnh lùng, tên xúc sinh, nhà họ Đường tao là nơi mày có thể ngông cuồng sao? Hôm nay chính là ngày chết của mày. Trương Đại Sư mời ra tay. Trương Huy gật đầy, còn tưởng nhân vật ba đầu sáu tay nào, ai ngờ chỉ là một thằng nhãi danh. Người này trẻ tuổi, tầm 20, cho dù luyện võ công từ nhỏ thì chắc chắn thực lực cũng kém xa ông ta. Trương Huy chắp tay sau lưng, rất có phong thái của tôn sư. Trương Mỗ không bắt nạt trẻ con, nếu cậu tự kết liễu đời mình, hoặc là quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, tôi có thể cho cậu được thoải mái. Mọi người ai cũng lộ vẻ mặt khoái chí, thích thú. Thằng danh con, hôm nay mày có chết cũng không uổng, đây là Trương Đại Sư mà nhà họ Đường tao đã phải tốn một món tiền lớn để mời về, dùng dao trâu giết gà, đó là vinh dự của mày. Trương Huy nghe thấy thế liền mỉm cười. Ví dụ này không được thích hợp cho lắm, giết gà và giết bò chỉ khác nhau ở sức lực, còn cậu ta không xứng để so sánh với tôi. Nếu như tôi là dao giết trâu, cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ được xem là con ruồi mà thôi. Ha ha ha, người nhà họ Đường cười phá lên, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Lâm quỳ xuống cầu xin vậy. Chỉ là, từ đầu đến cuối Tần Lâm vẫn luôn điềm tĩnh, tay xách xích sắt, ma sát trên mặt đất, khẽ phát ra âm thanh. Thái độ bình thản của anh khiến Đường Thiên Hào rất khó chịu. Trương Đại Sư, đừng chờ đợi nữa, ra tay đi. Trương Huy gật đầu, đánh sớm nhận tiền sớm. Đối phó với loại nhãi danh này cũng không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp. Trương Huy tiến lên phía trước, để cho anh cảm nhận được thế nào gọi là trấn áp. Khi đến trước mặt Tần Lâm, ông ta vung nắm đấm về phía mặt anh. Tốc độ của cú đấm này nhanh như chớp, thậm chí mọi người còn không nhìn rõ ông ta giơ tay thế nào, không hổ danh là đại sư. Ngay lúc Trương Huy giơ tay, Tần Lâm cũng giơ tay. Anh vung mạnh tay, một cú tát phóng ra. Bốp! Trương Huy rất nhanh, Tần Lâm còn nhanh hơn ông ta, anh tát mạnh một phát vào mặt ông ta. Một bên mặt của Trương Huy lập tức lõm vào. Bình thường tát thì chỉ sưng mặt. Nhưng cú tát của Tần Lâm trực tiếp khiến má của Trương Huy lõm vào. Xương hàm dưới vỡ nát, mồm phun ra máu. Cú tát này suýt chút nữa lấy mạng của Trương Huy. Bịch! Trương Huy ngã xuống đất, toàn bộ gạch đá xanh đều bị vỡ nát, lục phủ ngũ tạng lộn phèo. Một bên mặt đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng cơn đau bị va đập lại truyền khắp cơ thể. Trương Huy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một cái tát lại có thể tát ông ta thành ra thế này. Sức mạnh này phải lớn như thế nào chứ? Trương Huy từng luyện võ công, nói dao súng đâm không thủng cũng không hề khoa trương chút nào, tuy nhiên chỉ vì một cái tát mà khiến ông ta thành ra nửa sống chết nửa, thực sự không thể tin nổi. Sau đó, Tần Lâm giơ một chân lên, dẫm vào bên mặt còn lại của Trương Huy. Mặc dù chỉ là một chân, nhưng dẫm trên mặt Trương Huy giống như núi Thái Sơn đè lên vậy. Thậm chí ông ta có thể nghe thấy tiếng xương của mình đang bị Tần Lâm dẫm đến mức vỡ nứt, cái cảm giác có thể cảm nhận đầu mình sắp bị dẫm nát thực sự quá đáng sợ. Xin Đại Sư tha mạng. Nếu như Trương Huy còn không cầu xin tha mạng, e rằng thực sự sẽ bị dẫm chết. Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt, loáng cái cuộc giao đấu đã kết thúc. Trước đó Trương Huy còn ở đó chắp tay khoác lác rằng Tần Lâm là con ruồi, ông ta là dao giết trâu gì gì đó. Ngay sau đó đã bị Tần Lâm giẫm dưới chân, gào thét cầu xin tha mạng. Người nhà họ Tần há hốc mồm, sao tên Tần Lâm này lại lợi hại thế chứ? Trương Huy ai? Ông ta là một đại sư danh tiếng lừng lẫy, rất nhiều gia tộc có tiền cũng không mời được, tuy nhiên trước mặt Tần Lâm sao lại không đỡ nổi một chiêu như thế chứ? Tần Lâm nhấc chân, nhìn Trương Huy nằm bò trên mặt đất như một bãi bùn nhão, hai ngón tay kẹp một chiếc kim bạc, châm mạnh vào đỉnh đầu của ông ta. Tôi không muốn làm bẩn tay, cho ông 2 phút, bảo bọn họ quỳ trước mặt tôi.
Vốn dĩ chỉ cần một cái tát của Tần Lâm là có thể đánh gần chết Trương Huy, khiến ông ta nằm trên mặt đất thoi thóp hơi thở cuối cùng, nhưng cây kim châm cắm vào đỉnh đầu giường như ngay lập tức giúp ông ta hồi sinh lại. Sự sợ hãi Tần Lâm đã đạt đến cực điểm, Trương Huy nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, một bên má sệ xuống, trông vô cùng đáng sợ. Ông ta hoàn toàn không dám phản kháng lại mệnh lệnh của Tần Lâm, quá mạnh, thực sự quá mạnh. Võ công cái thế, y thuật vô song. Muốn ai sống thì người đó sẽ sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Trương Huy lao đến trước mặt người nhà họ Đường, giơ chân ra đạp từng phát vào xương bánh chè của bọn họ, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đồng thời người nhà họ Đường đều lần lượt quỳ rạp trên mặt đất. Đường Thiên Hào là người cuối cùng ngồi trên xe lăn, Trương Huy nhấc cổ áo của ông ta giống như xách một con gà con, ném đến trước mặt Tần Lâm, rồi quỳ trên mặt đất. Xương bánh chè va vào nền đất, Đường Thiên Hào vốn dĩ bị thương vẫn chưa khỏi, bây giờ lại một lần nữa bị dày vò bởi cơn đau của xương bánh chè, quỳ trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không tài nào cử động được. Lúc này người nhà họ Đường đều bị dọa sợ, mặt ai cũng tái mét, không thể nào ngờ được Tần Lâm lại lợi hại như thế. Tần Lâm, chúng ta là người nhà, lúc nhỏ tôi còn tặng lì xì cho cậu. Tần Lâm nhìn người nói đó rồi cười khẩy. Người thân, vừa nãy lúc các người bảo ông ta lấy mạng của tôi, sao không nghĩ đến việc tôi là người thân của mấy người? Nhà họ Tần tôi bị giết sạch trong một đêm, lúc các người giả đuôi giả điếc, sao không nghĩ đến việc tôi là người thân chứ? Lúc nhốt dì Phùng trong lòng, sao không nhớ ra tôi là người thân chứ? Bây giờ quỳ xuống trước mặt tôi rồi, biết nịnh hót lấy lòng rồi ư? Nhà họ Đường các người thực sự muốn làm chó cho người khác sao? Đường Thiên Hào quỳ trên mặt đất, mặt tái mét. Tần Lâm, chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không còn gì để nói, hy vọng cậu nể tình em gái, tha cho chúng tôi một con đường sống. Tần Lâm cười khẩy, ông còn có mặt mũi nhắc đến mẹ tôi. Bỏ đi, tranh cãi với loại người xấu như các người thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tôi có thể tha mạng cho các người. Nhưng có ba điều kiện, thứ nhất, dập đầu xin lỗi dì Phùng. Đường Thiên Hào nghiến răng, chịu đựng cơn đau dữ dội của xương bánh chè, miễn cưỡng quay người sang, dập đầu với dì Phùng. Tôi xin lỗi. Những người khác cũng vội vàng xin dập đầu xin lỗi. Khóe mắt dì Phùng đỏ ngầu, sự ấm ức trong lòng cuối cùng cũng đã tan thành mây khói. Thứ hai, lập bài vị cho mẹ tôi, ngày nào cũng phải thờ cúng. Mẹ của Tần Lâm là tiểu thư của nhà họ Đường, sau khi chết phải có bài vị để người đời sau hương khói. Được, tôi sẽ lập tức làm ngay. Thứ ba, hai ngày sau, bảo tất cả người nhà họ Đường đến cúng bái trước mộ của người nhà họ Tần tôi, mặc đồ tang. Cái này, Đường Thiên Hào lộ vẻ mặt khó coi, chuyện này tôi không quyết định được. Tần Lâm cười lạnh lùng, giơ tay bóp cổ Đường Thiên Hào, dùng một tay nhấc ông ta lên. Ông muốn tôi giày vò ông, hay là cho ông một cái chết thoải mái? Đường Thiên Hào sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hai chân bất lực giãy giụa, từ cổ họng phát ra âm thanh. Được, 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 tôi đồng ý. Tần Lâm bỏ tay ra, Đường Thiên Hào ngã xuống đất. Ông chỉ cần đi thông báo cho Đường Long Dân, nếu không đến thì tự gánh chịu hậu quả. Các người đã nhớ kỹ lời tôi nói chưa? Đám người Đường Thiên Hào gật đầu tăm tắp, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ. Dù sao cũng là nhà ngoại, Tần Lâm không vội giết sạch mà vẫn để lại cho họ một con đường sống. Nói trắng ra thì Đường Thiên Hào chỉ là một tên tay sai, tất cả mọi việc của nhà họ Đường đều do Đường Long Dân, gia chủ hiện giờ của nhà họ Đường quyết định, cũng chính là em trai ông ngoại của Tần Lâm. Phải cúng bái người nhà họ Tần đương nhiên không thể thiếu người ông thấy người khác gặp nguy liền thừa cơ hãm hại này được. Nói xong Tần Lâm và dì Phùng rời khỏi nhà họ Đường. Đám người quỳ trên mặt đất ngơ ngác nhìn nhau, xương bánh chè đau dữ dội ai cũng không đứng dậy nổi. Tất cả mọi người đều xì xào, Tần Lâm quá đáng sợ. Anh cả, anh nói xem nếu bố biết, thì phải làm sao? Lúc này toàn thân Đường Thiên Hào đau đớn dữ dội, một nửa cơ thể đã tàn phế, ông ta lắc lắc đầu. Anh không biết bố sẽ làm gì, nhưng mà nếu cứ tiếp tục bị giày vò thế này thì anh sẽ mất mạng mất. Nhà dột từ nóc dột xuống, còn nối dõi nhà họ Đường lại ích kỷ như thế, bọn họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, sống chết của người khác.
cho dù đó là bố ruột mình thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Người nhà họ Đường vội đỡ Đường Thiên Hào dậy, dù sao cũng là công tử của đại gia tộc, hai lần liên tiếp bị Tần Lâm giày vò thê thảm, thực sự khiến người khác khó tin. Một bên mặt của Trương đại sư lõm sâu, trông vô cùng đáng sợ, nhìn Đường Thiên Hào ngồi trên xe lăn rồi nói. Tôi khuyên các người, đừng đối đầu với cậu ta, tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, Trương Huy rời đi. Ông ta không thể nào tưởng tượng nổi thực lực của Tần Lâm, mặc dù bị đánh mỗi một cái nhưng thông qua lần giao đấu vừa rồi ông ta biết được khoảng cách giữa ông ta và Tần Lâm khác nhau một trời một vực. Vị đại sư như thế hoàn toàn không phải nhân vật mà nhà họ Đường có thể động đến được. Lời của Trương Huy khiến Đường Thiên Hào có chút kiêng dè. Ông ta ngồi trên xe lăn, bẩm báo chuyện này với bố. Đường Long Dân vô cùng tức giận khi nghe được chuyện này. Sắc sược, đúng là sắc sược. Tàn dư nhà họ Tần đúng là hỗn sược. Còn có gia quy nữa không? Trong mắt nó còn vị trưởng bối này hay không? Đường Long Dân tức giận đập vỡ mấy chén trà. Năm đó chuyện thông gia giữa nhà họ Đường với nhà họ Tần đã gây ra cú đả kích hủy diệt cho nhà họ Đường. Nếu không phải Đường Long Dân quả quyết, hãm hại với nhà họ Tần, e rằng bọn họ không thể đi đến ngày hôm nay. Không ngờ rằng tàn dư nhà họ Tần còn dám quay lại, đúng là muốn chết. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Tần Lâm gọi điện thoại cho Tôn Kiến Dân. Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây, sư huynh có gì cần phân phó? Thông báo cho tất cả đại gia tộc, hai ngày sau đến sườn núi phía bắc của núi Đông Sơn để cúng bái. Vâng, tiểu sư huynh. Sau khi cúp máy, chưa đến một giờ sau, tất cả các đại gia tộc đều nhận được thông báo của Tôn Kiến Dân. Lãnh đạo Tôn đích thân ra lệnh, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Nội dung mệnh lệnh vô cùng đơn giản, 9 giờ sáng ngày kia, đại diện mỗi gia tộc đến sườn núi phía bắc của núi Đông Sơn, yêu cầu phải mặc đồ tang. Mệnh lệnh này vừa được truyền ra, tất cả các đại gia tộc lập tức cảm thấy khó hiểu. 9 giờ sáng ngày kia, đến sườn núi phía bắc của núi Đông Sơn làm gì? Chỗ đó không phải là bãi tha ma sao? Nhà lãnh đạo Tôn có ai vừa qua đời sao? Đùa gì vậy, nếu người nhà lãnh đạo Tôn qua đời thì đương nhiên phải được mai táng ở nghĩa trang công cộng, sao có thể chôn ở trên đỉnh núi được? Nói như vậy chưa chắc đúng, lãnh đạo Tôn làm việc gì đều rất khiêm tốn. Cũng có khả năng ông ấy sẽ chôn cất người nhà ở núi Đông Sơn mà. Nếu như vậy, chúng ta cũng không nên thờ ơ, buổi sáng ngày kia, mặc trang phục đen, không ai được phép đến muộn. Được tham gia lễ tang của người nhà lãnh đạo Tôn là niềm vinh hạnh lớn, điều này thể hiện lãnh đạo Tôn không coi chúng ta là người ngoài, đây là biểu tượng của địa vị. Nghe xong chuyện này, các đại gia tộc vô cùng vui vẻ, thấy đây là một chuyện rất đáng tự hào. Sau khi nhận được thông báo của lãnh đạo Tôn, mọi gia tộc đều lập tức coi chuyện này như một việc vô cùng quan trọng mà xử lý. Lần này có cơ hội gặp gỡ lãnh đạo Tôn, đó chắc chắn là cơ hội có một không hai. Chỉ có điều không hạn chế số lượng người tham gia của mỗi gia tộc, vì vậy ai muốn đi đều có thể đi. Nhà họ Trúc cũng được thông báo. Anh cả, chúng ta có đi không? Trúc Tam cô hỏi. Trúc Minh gật đầu, đương nhiên phải đi rồi. Đây là cơ hội tốt để chúng ta làm quen với lãnh đạo Tôn, bởi vì thằng nhãi nhà họ Tần mà nhà họ Trúc chúng ta bị cô lập, khó khăn lắm mới có cơ hội này, chúng ta đương nhiên phải đi rồi. Một là phải giải thích với tam đại gia tộc, chúng ta đã đuổi Trúc Linh Linh ra khỏi gia tộc, đã vạch rõ ranh giới với cô ta. Hai là, phải nhân cơ hội này để làm quen với lãnh đạo Tôn, biết đâu lại có cơ hội gặp gỡ, tạo mối quan hệ với chủ tịch Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị. Mọi người đều đồng ý với lời của Trúc Minh. Tần Lâm đã khiến nhà họ Trúc bọn họ rơi vào thảm cảnh, khiến bọn họ đắc tội với tam đại gia tộc, nếu như không có chỗ dựa mới, e rằng nhà họ Trúc bọn họ sẽ xong đời. Tên nhãi nhà họ Tần đúng là biết làm trò, còn bắt Trúc Minh quỳ xuống cầu xin bọn họ quay lại. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hai ngày này, Trúc Linh Linh và Trúc Dũng cố gắng tránh vấn đề cúng bái tổ tiên, bởi vì bọn họ cũng nhận được thông báo. Hai ngày sau, lãnh đạo Tôn muốn cùng các gia tộc khác cúng bái người thân ở núi Đông Sơn. Đó là lãnh đạo Tôn. Có ông ấy ở đấy, những thành viên chủ chốt của gia tộc cũng sẽ đến, đứng chật kín bãi tha ma, Tần Lâm chắc chắn không có cơ hội cúng bái người nhà. Người ta đều là những nhân vật quyền thế, lãnh đạo lớn.
Tần Lâm chỉ là dân thường, e rằng đến lúc đó chỗ ấy sẽ bị giới nghiêm, Tần Lâm không thể nào đến được chân núi. Hơn nữa, cho dù có vào được bên trong, một khi bị tam đại gia tộc để ý đến, e rằng hài cốt của nhà họ Tần sẽ không thể ở yên trên núi Đông Sơn được. Không biết chừng sẽ bị bọn họ quật mộ, phơi thây nơi đất hoang, đến chết cũng không được yên. Bố con Trúc Linh Linh vốn đồng ý giúp Tần Lâm, cùng anh đi cúng bái người nhà họ Tần, nhưng bây giờ họ chỉ có thể ngăn Tần Lâm lại, hy vọng anh không tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Lúc nào đi cúng bái người thân cũng được, né thời khắc quan trọng ra này là được. Vậy nên, bố con Trúc Linh Linh đều không nhắc đến chuyện này, hy vọng Tần Lâm có thể quên nó đi. Nhưng tiếc rằng, Tần Lâm đã khắc cốt ghi tâm ngày giỗ của nhà họ Tần, sao có thể quên được. Anh học y 10 năm, là để quay về bắt kẻ thù quỳ gối dập đầu trước mộ của bố mẹ mình. Hai ngày sau, là tròn 10 năm ngày giỗ của nhà họ Tần, Tần Lâm dậy từ rất sớm, mặc đồ trắng, khi trời còn chưa sáng đã rời khỏi nhà họ Trúc. Sau khi Trúc Linh Linh tỉnh dậy, cô ấy mới phát hiện Tần Lâm đã rời đi, cô ấy lập tức lo lắng. Bố, làm sao bây giờ, anh Tiểu Lâm đi mất rồi, nếu như gặp phải tam đại gia tộc, e rằng anh Tiểu Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Trúc Súng cũng lộ ra vẻ lo lắng, thằng bé Tiểu Lâm này không quyền không thế, lại còn nóng tính, nhất định sẽ xảy ra chuyện, bây giờ ở đó còn có dạng tai to mặt lớn như lãnh đạo Tôn và chủ tịch Mạnh, nếu như Tiểu Lâm mà đi, nhỡ may gặp phải hai người kia, hậu quả rất khó tưởng tượng, mau, chúng ta mau ngăn thằng bé lại. Tuy nhiên, khi hai bố con Trúc Linh Linh vừa chuẩn bị đi, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, mặt Trúc Dũng biến sắc. Linh Linh, chết rồi, mẹ con bị bắt rồi. Sắc mặt Trúc Linh Linh lập tức trắng toát, sao lại có chuyện này, ai bắt mẹ con vậy? Là nhà họ Tề nói, phải ăn miếng, lấy máu trả máu, muốn đánh gãy hai chân mẹ con, bắt mẹ con đi ăn mày. Sắc mặt Trúc Linh Linh trắng xám như tro, cô ấy biết, chắc là vì chuyện hôm đó ở cuộc đấu thầu nên mình mới đắc tội với nhà họ Tề, nên mẹ mình mới bị bắt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trúc Dũng cay mày, trầm tư một lúc mới nói. Bố nghe nói, nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ và nhà họ Tề có quan hệ không tồi, hay là con cố gắng xin nhà họ Kim giúp mình đi? Trúc Linh Linh cau mày, nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ là gia tộc mà Trúc Linh Linh có hôn ước với. Trúc Linh Linh vốn không thích gia tộc này, nhưng hiện nay tính mạng của mẹ là chuyện quan trọng nhất, nên cô ấy cũng không quan tâm đến mấy chuyện kia nữa. Bố mau gọi điện thoại đi. Bố con hai người không lo đến chuyện Tần Lâm đi cúng bái nhà họ Tần nữa, vội vã gọi điện cho Kim thiếu gia. Thiếu gia nhà họ Kim, Kim Sơn Long nghe được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên. Dám đánh tàn phế hai chân của Tề Hiền. To gan thật. Linh Linh, chú Trúc, chuyện này để cháu thử xem sao. Dám đắc tội lớn như vậy, nhà họ Kim chưa chắc có thể giúp, chỉ có thể thử xem sao. Cùng lúc này, có nhiều người đang tụ tập tại sườn núi phía bắc của núi Đông Sơn. Bãi tha ma nằm ở vùng đất hoang này, rất hiếm có người đến, ngay cả đường lên cũng không có, mọi người chỉ có thể dừng xe ở chân núi, sau đó đi bộ lên. Nhưng dù vậy cũng không ai dám than phiền. Sắp đến 9 giờ rồi, một chiếc Bentley dừng ở chân núi, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe. Là chủ tịch Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị. Đây là người giàu nhất tỉnh Hán Đông, là người có thể quyết định vận mệnh nền kinh tế của cả Đông Hải. Chỉ có một vài người đại diện các gia tộc lớn dám bước lên chào hỏi ông ấy, những người còn lại ngay cả cơ hội bắt tay Mạnh Văn Cương cũng không có. Mấy ngày nay khi tập đoàn Hiên Viên được thành lập, mọi người ai ai cũng cố hết sức để kết giao với Mạnh Văn Cương. Chỉ là, thái độ của Mạnh Văn Cương rất lạnh lùng, mọi người cũng không thể nhiệt tình nổi. Chủ tịch Mạnh vừa đến, một chiếc xe Hồng Kỳ cũng dừng lại dưới chân núi, lãnh đạo Tôn đã đến nơi. Mọi người lập tức vây quanh, ai ai cũng tỏ vẻ cung kính. Lãnh đạo Tôn mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu đen trông vô cùng trang trọng nghiêm túc. Sau khi Tôn Kiến Dân đi lên, núi Đông Sơn ngay lập tức áp dụng lệnh giới nghiêm, xung quanh ngọn núi có các sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang, trang bị súng ống, dàn trận sẵn sàng. Nhìn thấy đại diện của các đại gia tộc đều ăn mặc rất trang nghiêm, Tôn Kiến Dân gật đầu. Mọi người đều đến đông đủ rồi nhỉ? Đi thôi. Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương dẫn đầu, người của các đại gia tộc đi đằng sau.
Tất cả mọi người đều mặc đồ đen trang nghiêm, từng bước đi theo hai vị tai to mặt lớn kia, đi vào chỗ rừng sâu. Trong rừng sâu có không ít ngôi mộ không bia. Cây cối mọc thẳng đứt, sương mù lượn lờ. Giữa làn mây mù kia, có một bóng người dần dần lộ ra. Tần Lâm đứng một mình trước ngôi mộ của nhà họ Tần. Áo trắng bay bay, ngạo nghễ đứng đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.